Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Sau một ngày nghỉ ngày thứ hai hôm qua, thì tối ngày hôm nay Huy quay trở lại phục vụ mọi người một cái series truyện mà mọi người rất là yêu thích. Đó là những câu chuyện về Phượng Thánh. Và theo như lời Phi Hương nói thì phần 12 sẽ là phần kết thúc của series Phượng Thánh này. Thì bữa tiệc nào cũng sẽ đến lúc tan, câu chuyện nào cũng sẽ đến hồi kết. Chúng ta tuy là rất là tiếc nuối, nhưng mà cũng phải kết thúc ở đây. Phần này, phần ngày hôm nay chúng ta nghe là phần thứ 11. Như vậy là chỉ còn một phần nữa, là phần thứ 12 thì sẽ kết thúc. Huy mong rằng quý thính giả nếu như yêu mến truyện, hãy ủng hộ cho Phi Hưng. Hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy có để đường liên kết trong phần mô tả của video, để ủng hộ thêm tinh thần cho Phi Hưng viết ra thêm nhiều tập truyện hay cho chúng ta cùng thưởng thức nhé. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng bước vào Phượng Thánh phần thứ 11, Đế Quỷ Hồi Sinh. Nhân gian bình yên đến lạ, với bầu trời trong xanh cao vời vợi, phảng phất như cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp, có thể làm cho lòng người dịu lại, tĩnh tâm mà cảm nhận sự thanh tĩnh xinh đẹp đến hút hồn của tạo hóa đất trời. Ở một cõi khác, sát bên địa ngục trầm luân, với muôn hình vạn trạng khung cảnh đáng sợ, lửa cháy ngùn ngụt, tiếng kêu thống bi ai, đúng nghĩa là chốn xét xử tội nghiệp của vong hồn sau khi chết. Quỷ vực cũng mang theo một vẻ âm u, lạnh giá giống như vậy. Phía quỷ vực vẫn không ngừng có tiếng gào rú khát máu, hay tiếng kêu la thất thanh tuyệt vọng trong những cuộc chiến giữa quỷ và quỷ. Chúng cắn nuốt lẫn nhau để trở nên mạnh hơn. Đây đã là quy luật trong tất cả các cõi của đất trời. Dù là nhân gian hay tại quỷ vực thâm sâu vạn trượng, điều đó cũng không hề sai khác. Huyết vực do lão quỷ cục đầu thống trị, nhưng đã bỏ đi từ lâu, vẫn cứ thản nhiên trải qua những thời khắc như thế. Chỉ có chỗ tòa thành chính là không xảy ra cảnh hỗn loạn, mà được các quỷ binh tay sai khống chế trị an, với những hình phạt đáng sợ mà chúng quỷ khác không dám mạo phạm đến. Tuy nhiên ngay tại thời khắc này, phía sát vực thì lại khác. Quỷ khí của một nửa địa điểm thần bí này đang bay loạn một cách điên cuồng, tựa như bị một sức mạnh cuồng bạo nào đó tác động. Khắp nơi, những quần mây đen ngòm bị thổi tung, lộ ra mặt đất toàn những viên sỏi đen mọc đầy gai góc. Và đặc biệt nhất, lúc này đang la liệt sát quỷ với thảm trạng vô cùng kinh khiếp. Chúng quỷ nơi đây hình thù vốn đã đáng sợ, nay con nào con nấy đầu một nơi, thân một nẻo, thì càng làm cho hiện trường tràn ngập một màn hải hùng. Các xác quỷ bị xé phanh ra rất tàn nhẫn, thân của chúng cũng đang từ từ nhão ra như bùn đất, rồi cứ thế hòa nhập, thấm vào những viên sỏi đen. Số còn lại hóa thành quỷ khí tinh thuần quay về bản nguyên. Một số thì bị hút đi, cùng bị kéo về một phía, chính là tòa quỷ thành của sát hoàng. Quỷ sát hoàng là đại năng, từ lâu đã không còn cai quản thành trì nữa, mà giao cho đứa con trai là Hắc Bì thống lãnh. Quỷ Hắc Bì này bản tính lương thiện, lại rất quy củ, không cho phép chúng quỷ thanh toán, cắn nuốt lẫn nhau trước tòa thành. Nên bình thường, phần vị trí trước và sau thành rất bình yên, là địa chỉ mà các quỷ nhỏ yếu rất yên tâm nán lại, để tránh gặp họa khi có những đối thủ mạnh hơn mình đuổi giết. Thế mà bây giờ, chỗ vị trí này cũng nằm đầy rẫy la liệt xác quỷ nhão nhoẹt, không khác gì những nơi xung quanh đây. Phía dưới chân cổng thành có hai bộ giáp sắt cùng binh khí nằm chỏng chơ. Mỗi chỗ trên thân bộ giáp đều thấm đen đặc máu me be bét, phần sổ nhiều gai nhọn dưới nền đất cũng đang ướt đẫm. Đây chính là hai quỷ binh canh giữ tòa thành, nhưng nay tất cả đã bị đánh nát. Chúng cũng cùng chung số phận với những con quỷ xung quanh đây. Trên cổng vào không ngừng nhỏ giọt xuống những dòng máu đậm đặc. Rất dễ nhận ra, đang có một thân thể to lớn đang bị một cây côn to như cột nhà đâm xuyên qua bụng, rồi ghim lại bên trên. Thân thể to lớn này có làn da đen xì bóng loáng, tạo ra cảm giác rất chắc chắn, mình người đầu khỉ, chính là con trai của sát hoàng, Hắc Bì Quỷ Vương.
Ở quỷ vực này, ngoài hai vị bá chủ thì Hắc Bì chính là tồn tại rất cao, không thể đụng tới. Do là truyền nhân của sát hoàng, làm gì có kẻ nào đuôi mù ngại mang dài ra mà ra tay với hắn chứ. Thế mà lúc này hắn đang bị một cây côn của chính mình đâm xuyên qua rồi bị ném lên đây, thống khổ như đang bị đóng đinh. Hắc Bì quỷ vương nghiến răng nghiến lợi đau đớn, vất vả cố rút cây côn ra khỏi thân nhưng vô ích. Thất khiếu của Hắc Bì đã tràn đầy quỷ huyết đang phun ra thành vòi. Hắn giận dữ đưa ánh mắt đỏ ngầu căm phẫn nhìn xuống bên dưới. Ở đó lúc này đang có một luồng quỷ vụ xoay tròn như vòi rồng, nhưng độ lớn cũng không quá 2 mét, và ẩn hiện trong vòi rồng đó, thế mà thấp thoáng có thể trông thấy một thân người bên trong. Chỉ là tốc độ xoay chuyển của luồng quỷ vụ quá nhanh, căn bản không thể thấy được nhân dạng rõ ràng của kẻ đó. Ánh mắt của Hắc Bì vừa giận dữ vừa e sợ khi nhìn về phía kẻ thần bí này. Cách đây mấy phút, hắn đột nhiên xuất hiện trước cổng thành, không nói không rằng đã vùng tay đánh nát hết những yêu quỷ đang có mặt ở nơi đây. Hai quỷ giữ thành mang giáp sắt chắc chắn, vậy mà chỉ một khắc đã hoàn toàn bị hắn hạ gục đến không còn sót lại chút quỷ thân nào. Lúc Hắc Bì vung côn lao tới thì đã thấy chính mình bị đẩy lên cao, chỉ kịp cảm nhận một cơn đau đến từ ổ bụng. Lúc định thần lại thì đã thấy chính mình bị chính cây vũ khí vốn đang nắm trong tay đâm xuyên qua rồi đóng chặt trên này. Một cơ hội hoàn thủ cũng không có. Cái địch này mạnh đến độ không thể hình dung nổi. Hắc Bì gầm gừ, vừa cố gỡ côn ra khỏi thân vừa quát lên: "Ngươi là ai?" Trong quỷ vụ xoay tròn phát ra thanh âm một tiếng cười khinh miệt. Tiếng cười này lanh lảnh rất êm tai, chứ không trầm khan đáng sợ. Tiếp đó kẻ thần bí mới nói tiếp sau một tràng cười dài: "Thằng ranh con, ngươi cũng lớn mật lắm, dám chủ động tấn công ta. Vậy mà dùng một đòn là không đánh ngươi tàn nát được, cũng không tệ đó. Quỷ diện này, có bộ ngươi chính là hậu duệ của tên sát hoàng kia đi." Hắc Bì thấy kẻ địch kinh khi thì gầm vang: "Ngươi biết đây là chỗ nào, còn dám ngang ngược? Ngươi đáng chết, đáng chết!" Trước sự phẫn nộ của Hắc Bì, người thần bí ẩn sau quỷ vụ vẫn chỉ cười chế nhạo rồi ung dung nói: "Biết thì thế nào, nơi đây đáng sợ lắm sao? Ta sợ quá, mau gọi cha ngươi ra đây cho ta bớt sợ đi." Rồi thanh âm đó chợt đột ngột chuyển qua lạnh giá như băng. "Hắn có ra mặt hay không thì hôm nay ta cũng sẽ đưa quỷ vực này quay về với hỗn độn." Hắc Bì xoay trở như thế nào cũng không thể gỡ côn ra để nhảy xuống đối địch được. Lúc này chỉ biết gào lên: "Quỷ thành có luật, không được giao tranh. Đây là sự thật, ngươi không thể phá luật. Ngươi..." "Hắc Bì, im miệng cho ta." Hắc Bì quỷ vương còn chưa kịp quát hết câu đã bị một thanh âm nghiêm nghị chặt đứt. Dưới cổng thành, từ bên trong đang đi ra một đứa bé có quỷ diện rất đáng yêu. Chỉ là thái độ trên khuôn mặt hiện giờ đang rất là nghiêm trọng, cặp mắt trợn lên đầy hung hãn. Đứa bé dừng thân cách kẻ địch đang ẩn trong quỷ vụ kia một đoạn. Những tiếng răng rắc của xương vỡ vang lên đầy gai người. Thân thể của quỷ đồng từ từ trương phồng lên một cách nhanh chóng. Làn da trơn bóng dần chuyển qua đen lấy, toàn thân cơ bắp rắn chắc, màu sắc làn da y hệt như Hắc Bì. Quỷ diện trẻ nhỏ đáng yêu cũng chầm chậm co giãn, hóa ra một khuôn mặt tinh anh, ánh mắt đỏ ngầu sắc như dao cạo, tia nhìn mang một uy áp có thể làm bất kỳ kẻ nào đối mặt cũng phải e dè. Sát hoàng, bá chủ của một nửa quỷ vực,
đã hiện ra nguyên thân, nghênh đón kẻ địch trước mắt. Thân người đang ẩn sau quỷ vụ xoay tròn, từ lúc sát hoàng xuất hiện đã thôi không phát ra thanh âm nào nữa, mà chỉ im lìm. Sát hoàng thế mà cũng như vậy, không hề ra tay. Hai bên cứ đứng như thế nhìn nhau, như thể chờ đợi. Sự im lặng lúc này bị đánh vỡ khi con của sát hoàng gào lên. Cha, cha ra đây làm gì? Hồi nãy con chỉ nói cứng như vậy thôi, cha không phải đối thủ của hắn đâu. Đó là sự thật, cha mau chạy đi. Sát hoàng trán nổi gân xanh, kiến trăng bất lực với thằng hậu duệ của mình. Thầm tự hỏi vì sao mấy lần trước phạt nó lại không đánh cho nó mất khả năng nấu luôn cho rồi. Đứa con ngớ ngẩn này căn bản không thể phân biệt được có những chuyện không thể nào nói ra, dù đó là sự thật đi chăng nữa. Vị bá chủ quyết đoán làm ngơ đứa con của mình, quát mắt nhìn kẻ trước mặt. Người, quả nhiên người đã sống lại. Đế quỷ à, thật không ngờ ngươi đã có thể hồi sinh rồi. Lúc này sau màn quỷ vụ mới có động tĩnh, vẫn là thanh âm tiếng cười khinh nhận như trước. Kẻ được gọi là đế quỷ mới thản nhiên nói: từ một quỷ vương có thể tu luyện đến cấp bậc này, ngươi cũng giỏi đó. Ai chà, ta cũng không tính là đã hoàn toàn hồi sinh, còn cần thêm một đoạn thời gian nữa. Nhưng mà chừng này cũng đủ rồi. Nè con quỷ Tinh Tinh, ta không có thời gian nói nhảm với người. Hết chỗ này rồi ta còn phải qua chỗ huyết vực bên kia nữa. Người hiểu mà đúng không? Một khi ta đã trở về, nghĩa là tất cả phải quay trở về với hỗn độn. Đời này cũng thế, mà chính ngươi cũng vậy, không có sai khác. Lúc này dưới nền sỏi đen tuôn ra lúc nhúc những dây leo đầy gai tua tủa, với những chiếc lá có một con mắt ở giữa. Chúng đồng loạt phá đất chui lên như chông nhọn, chớp mắt đã bay múa đang lại vây lấy luồng quỷ phụ vào giữa. Chính là sát hoàng đã ra tay. Vị bá chủ gầm gừ: ngươi tưởng vẫn như lúc trước, thời còn ở nhân gian, ta huyết quỷ và linh miêu chưa tu luyện đến nơi đến chốn, bị ngươi đánh đuổi phải chạy khắp nơi hay sao? Giờ đã khác, chúng ta đã ở bậc hoàng, không phải kiểu tùy tiện để ngươi muốn hành hạ như thế nào là làm như thế đó đâu. Lớp dây leo quỷ quấn càng ngày càng dày, nhìn qua tựa như một chiếc kén khổng lồ đang không ngừng di động. Sức mạnh từ thân sát hoàng tuôn ra ngày một dũng mãnh và hung mãn, thế nhưng bên trong chiếc kén vẫn lại phát ra những tiếng cợt nhã. Không khác, không có gì khác cả. Trong lúc các ngươi tu luyện, tưởng ta ngồi không uống trà hay sao? Các ngươi mãi mãi chỉ là hạng tôm tép trong mắt ta mà thôi. À mà ngươi đang làm gì vậy? Bắt trối ta sao? Chỉ bằng ngươi hả? Sau tiếng cười dài châm biếm, cái kén lắc lư dữ dội, bên trong phun ra những cột khối đen xì đậm đặc. Phần dây leo quỷ nào chạm trúng thứ sức mạnh này liền nhảo ra như bùn, rớt xuống đất rồi tan biến đi tựa như khói bụi. Vẻ mặt của sát hoàng lúc này đã hiện lên nét kinh hoảng, quyết đoán lướt lùi ra sau. Sau cú lướt né tránh đó, bên trong chiếc kén phát ra một sức mạnh cường đại, phá nát hết sự giam cầm mà sát hoàng vừa tung chiêu. Bức tường thành vững chắc xây bằng thứ đá đen bóng trắng trỗi, vậy mà dưới sự giao tranh của hai vị đại năng, bây giờ đã xuất hiện sự nứt vỡ từng mảng như màn nhện, trông thảm liệt vô cùng, tựa như sắp sụp đổ đến nơi rồi. Từ nơi vụ nổ vừa xong, quỷ khí xung quanh xoáy tròn mỗi lúc một cuồng bạo, thanh âm như tiếng gào rú điên cuồng đinh tai, thổi tóc lên
những gì còn vương vãi trên mặt đất. Các quỷ vật lúc này cũng rung động theo. Tên khốn! Sắc Hoàng chăm chăm quan sát phía trước. Trong hỗn độn quỷ khí đang xoay tròn che mắt, vẫn không thấy thân ảnh của đế quỷ đâu. Mãi tập trung hướng này, ông không hề biết rằng từ sau lưng, ngay dưới chân mình đã vô thanh vô thức trồi lên một cánh tay đen dài. Mỗi ngón tay quỷ dị dài ngoằng như một con rắn, có đến 6 ngón tay, mỗi ngón mọc ra những cái móng vuốt nhọn hoắt. Các ngón tay chụm lại với nhau như một mũi khoan, nhanh như cắt, cắm xuyên qua thân của Sát Hoàng, y hệt như một con độc xà mổ lấy con mồi. Người giỏi lắm! Sát Hoàng nghiến răng, đầu cũng không quay lại, mà vung cánh tay phải to lớn cứng như thép nguội của mình lên, đấm ngược vào thân, đập nát cái thứ vừa đâm xuyên qua người mình đó. Cú đấm này làm vỡ tung tay của đối thủ, nhưng bản thân ông ta cũng phun máu do chịu đòn của chính bản thân. Thế nhưng ánh mắt của Sát Hoàng vẫn lăng lệ vô cùng, giống như không để vào mắt phần tổn thương này. Đây chính là lý do hắn có tên gọi là Sát Hoàng, hung bạo tàn nhẫn, tàn nhẫn với chính cả bản thân mình. Hắc Bì bị treo trên cao, lúc này lại la lên. Đó, cha thấy chưa? Cha không đánh lại hắn đâu, đó là sự thật. Sát Hoàng đen mặt, quát lên. Mày có câm mồm đi hay không? Có đứa con đi nâng sĩ khí của kẻ địch, dìm cha mình xuống, Sát Hoàng cũng triệt để ngao ngán rồi. Quỷ khí ngày một tản ra, phần quỷ vụ ở trung tâm lại xuất hiện. Mơ hồ bóng người ẩn sau đó, tựa như đang rất ung dung, không hề bị ảnh hưởng gì cả. Đế quỷ lại cất giọng bẩn cật. Hèn gì mà ngươi lại leo lên được vị trí ba chủ quỷ vực như ngày hôm nay. Quả nhiên là có tiến bộ đó. Ngươi và mấy tên đó xem ra đều đã mạnh lên nhiều lắm. Hôm nay đưa tất cả các ngươi tiêu tán, quay về hỗn độn, quả thật là rất đáng làm. Hắc Bì nổi giận mắng. Tên khốn kìa, ngươi là cái thá gì mà đòi quyết định vận mệnh của bọn ta? Đồ xấu xa, dù là có phải tàn nát cũng đừng hòng chúng ta chịu cúi đầu trước ngươi. Sắc vật của ta không có hạng quỷ tầm sống sợ chết. Đế quỷ nhàn nhạt nói. Nhóc con, ý của mày là mày muốn chết sao? Đứa con ngu ngốc, mau câm mồm lại. Sát Hoàng tái mặt đi, la lên toan ngăn cản. Nhưng Hắc Bì là quỷ bộc trực, ngay lập tức đáp lời kẻ thù. Phải, ta có chết cũng không khuất phục ngươi. Sợ ngươi sao? Còn lâu đó. Đế quỷ động thân, vụt biến đi khỏi tầm mắt của Sát Hoàng nhanh như chớp, phút chốc đã lơ lửng trước mặt Hắc Bì. Quỷ thật thà lúc này trừng mắt nhìn kẻ thù, một chút sợ hãi cũng không có. Càng đảm lắm. Vậy thì tao cho mày đi trước cha mày vậy. Đúng ý nguyện nghe. Trong quần quỷ vụ phóng ra hai cánh tay đen dài 6 ngón, chúng đâm xuyên qua hai chân Hắc Bì. Quỷ huyết lại văng ra tứ tung như mưa. Hắc Bì đau đớn nhưng không trên lên một tiếng, chỉ nhíu mày trừng mắt nhìn tên trước mặt. Nó biết mình nhỏ yếu, không thể địch lại được đế quỷ, nhưng dứt khoát không để thua khí thế được, vẫn quật cường cho đến cùng. Có tiếng xương gãy vỡ vụn gai người. Kể đó, làn da nơi hai chân của Hắc Bì từ màu đen bóng cứng chắc nay đã ngã sang màu xám xịt. Bề mặt tràn ra những khe nứt chi chít như màng nhện, cuối cùng vỡ nát hết nửa thân như bụi phấn. Lúc này Sát Hoàng đã lao đến, vùng tay đánh nát quỷ vụ mà đế quỷ ẩn mình bên trong. Nhưng vị bá chủ không hề nhìn lấy kẻ thù lấy một lần, mà chỉ rung rung chăm chăm nhìn vào đứa con trai của mình. Hắc Bì vốn bị cây côn cắm xuyên bụng ghim nơi tường thành, bây giờ nửa thân dưới đã vỡ ra thành bụi, nên nửa thân trên cứ thế tuột khỏi cây côn mà ngã ầm xuống đất. Sát Hoàng giải cứu đã không còn kịp, sức mạnh của đế quỷ không hề tiêu tán,
mà tiếp tục phá hủy đi quỷ thân của Hắc Bì. Chỉ là tốc độ ăn mòn bị chậm đi mà thôi. Làn da dần dần chuyển sang màu xám ảm đạm. Hai mắt đỏ ngầu của Hắc Bì cũng từ từ mờ nhạt. Ánh mắt dại ra thẫn thờ. Những vết nứt nhỏ li ti cũng bắt đầu xuất hiện trong tròng mắt của quỷ thật thà. Sau lưng sát hoàng, phần quỷ vụ vừa bị đánh tan cũng đang từ từ quy tụ lại. Cuối cùng vần vũ bay múa hoàn chỉnh như cũ, không có gì khác biệt so với ban đầu. Tên đế quỷ liên tiếp trúng hai đòn của sát hoàng, thế mà lại không hề hấn gì. Đến lượt người cũng nên về với hỗn độn rồi. Trong quỷ vụ liên tiếp phóng ra những lá bùa đen to lớn, chính là hỗn độn hắc huyết phù. Các lá bùa như mũi tên phóng thẳng đến vị bá chủ quỷ vực. Sát hoàng đánh nát lá bùa nào thì ngay lập tức lá bùa khác lại phóng tới, tấn công không ngừng. Cuối cùng vô số lá bùa đen đã xoay quanh thân thể to lớn của sát hoàng, bọc hắn lại bên trong. Lần này tới lượt sát hoàng bị đối thủ vây khốn. Sát hoàng liên tiếp ra đòn để phá thế vây công, nhưng trước mắt chưa thể thoát ra được vì thứ pháp thuật đang vây lấy mình quá mạnh. Chỉ thấy không ngừng có những lá bùa đen vỡ nát ra, không khí xung quanh tản mát ra những đợt sóng rung động không ngừng, và kéo theo đó là vô số các lá bùa mới bay tới thay vào vị trí cũ để trấn áp sát hoàng. Mau cứu sát hoàng đại nhân! Tòa thành do vị bá chủ cai trị lúc này tuôn ra vô số bóng quỷ đông đảo, chính là thủ hạ dưới trướng của sát hoàng. Tuy chúng quỷ không biết địch là ai, nhưng đều đã liều mạng lao lên. Không ngừng có bóng quỷ bay đến đánh vào phần phù chú đang nhốt sát hoàng, và cũng không ngừng có quỷ thân bị hỗn độn hắc huyết phù bám vào cắn nuốt đến không còn sót lại một chút gì. Chúng quỷ không mạnh được như sát hoàng, đối mặt với pháp thuật lợi hại của đế quỷ thì không khác gì đàn kiến nhỏ bé bị bàn chân voi to lớn dẫm nát. Nhưng Hắc Bì đã nói đúng, quỷ của sát vực không sợ chết, vẫn đang điên cuồng liều mạng cứu chủ, bất chấp sẽ bị đánh tan. Đế quỷ cất lên tiếng cười trào phúng, thanh âm vang động rền rã khắp mọi nơi. Tàn dư của sát vực xem ra vẫn còn từng này. Đến cả đi, hôm nay ta sẽ cho chủ tớ các ngươi cùng về với hỗn độn. Thân thể có hình dáng con người trong quỷ vụ lúc này lại động, một tay giơ lên trời, khí thế như kẻ nắm quyền chưởng quản sinh tử của muôn loài. Quỷ khí lượn lờ bay lên ở tòa thành, đột ngột cuộn xoắn lại với tốc độ cực nhanh, cuối cùng biến ảo ra một lá hỗn độn hắc huyết phù khổng lồ. Bùa này vừa hiện đã có một sức mạnh đáng sợ đổ ập xuống tất cả chúng quỷ đang có mặt tại nơi đây. Các quỷ yếu ớt thì không kịp kêu lên một tiếng, đã bị ăn mòn ra hết thảy, vỡ ra hóa thành bụi phấn nhỏ li ti, rồi tan biến nhanh chóng. Các quỷ mạnh hơn thì cố gắng gượng được một chút, nhưng thảm cảnh cùng chung số phận có vẻ như cũng không còn xa nữa. Để quỷ khốn kiếp, bổn hoàng liều chết với người! Sát hoàng nôn nóng với tình cảnh các hạ thủ sắp bị đánh chết ở bên ngoài, đang không ngừng tra đòn phá phong ấn. Nhưng sự cường đại của bùa chú hỗn độn này do chính tay đế quỷ ra tay, chứ không phải của nhóm người thần bí trên nhân gian kia. Sức mạnh rất khác biệt, to lớn vô cùng. Trong một lúc, sát hoàng không thể thoát ra được. Thần ta đang bị cắn nuốt. Cứu mạng, sát hoàng đại nhân, cứu mạng! Không ngừng có tiếng kêu gào thảm thiết truyền khắp tòa thành của quỷ vực. Chính chúng quỷ cũng không ngờ chuyện hôm nay lại có thể xảy đến. Bởi đây vốn là chỗ của chúa quỷ mà bọn chúng thờ phụng, đến chết cũng không dám tin lại có kẻ địch tìm đến đồ sát tập thể như bây giờ. Các ngươi kêu gào cái gì? Nên thấy vinh hạnh vì được quay về với hỗn độn mới đúng chứ. Chết đi, tàn biến hết cả đi. Thế gian này vốn dĩ mọi thứ chính là không. Đế quỷ ẩn sau làn quỷ vụ xoay tròn,
lúc này đang không ngừng hả hê quan sát cảnh sát vực, từng bước một đi đến bên bờ tận thế, không ngừng có đủ loại quỷ hình tướng kỳ dị tan trả trước mặt của hắn. Tiếng kêu than oán hận hoặc tuyệt vọng ngày một lan trùm lên tất thảy. Ngay khi sát hoàng đang cảm thấy bất lực nhất, thì từ trên cao đột nhiên chiếu xuống một tia sáng vàng. Ánh vàng này óng ánh nhu hòa, mới đầu còn dịu dàng bắt mắt, phút chốc đã vụt lóe lên mạnh mẽ. Kế đó không ngừng có các tia sáng khác tương tự đang phủ xuống, đâm xuyên qua lớp quỷ khí âm u đen ngòm trên không trung. Nếu mang nặng nghiệp trần thì buông rời vọng tưởng, bởi tham cầu danh tướng nên quán niệm vô thường. Nam mô A Di Đà Phật. Một thanh âm hiền hòa nhẹ bẩn nhưng đầy trang nghiêm và uy nghi vang lên, trầm ấm ở khắp nơi, tựa như đâu đâu cũng là nơi phát ra thanh âm ấy cả. Tiếng tụng niệm này chui vào tai của tất thảy những chúng sinh đang có mặt, làm tâm ý mỗi cá thể đều như nhẹ bẫng đi rất nhiều lần, không còn đau đớn, cũng bớt đi bi ai. Sự ăn mòn của tà phép đế quỷ đang tác quái cũng dừng lại ngay lập tức. Lá bồ đen to lớn hư ảo đang treo vắt vẻo trên cao cũng bị các tia sáng vàng xuyên phá, nghe rõ cả tiếng vỡ nát như đá vụn bị đập vỡ ra. Sức mạnh hỗn độn kỳ bí cùng các tia sáng vàng hấp thụ chuyển thành một màu vàng nhạt nhu hòa mát mắt. Chưa dừng lại ở đó, lúc này quanh thân đế quỷ cũng vây tròn lấy các quần sáng vàng, lúc thì le lối, lúc lại phát quang mãnh liệt. Chúng bay vòng vòng quanh thân của tên này nhưng không tấn công, dường như chỉ đang kìm hãm lại hắn mà thôi. Thân người đế quỷ sau lớp quỷ vụ gào lên phẫn nộ. Vị kia ở địa phủ độ hóa vong hồn, còn ta và quỷ vực giao tranh thì có liên quan gì tới nhau? Sao năm lần bảy lượt cứ ngăn cản ta? Vạn năm trước cũng như vậy, bây giờ cũng vậy, thật là tức chết mà. Đế quỷ còn đang tức giận thì thanh âm oai nghiêm kia ngày một lớn hơn. Tiếng kinh kệ phát ra vang động khắp bốn phương, từ thuần âm biến thành phản âm, hóa thành thực chất mà bao phủ xuống một lần nữa. Muốn độ hóa ta sao? Đừng có hòng! Đế quỷ cả kinh, tuy thái độ gay gắt nhưng lại quyết đoán vung tay. Cả bóng hình lẫn màn quỷ vụ xoay tròn như vũ bão, phút chốc vụt tan biến đi như chưa hề tồn tại. Đế quỷ vừa đi thì thanh âm trầm bổng oai nghiêm kia cũng ngừng, sau đó là một tiếng thở dài. Các tia sáng vàng uy mãnh cũng từ từ thu lại, rồi vô thanh vô thức tan biến đi, trả lại khung cảnh như quỷ vực trước đây vẫn luôn vốn có. Chỉ là lúc này số lượng chúng quỷ ở sát vực đã giảm đi hơn một nửa, một mình đồ sát hơn 1/2 sát vực. Tên đế quỷ này quả là kinh khủng và đáng sợ vô cùng. Ầm lên một tiếng vang động, đế quỷ đã bỏ đi nên sát hoàng dễ dàng phá vỡ lớp tà phép đang giam giữ mình. Hắn lơ lửng trên cao, đưa cặp mắt đỏ ngầu đầy phẫn hận nhìn khắp nơi, tựa như không còn có thể tin được vào những gì vừa diễn ra. Dù có mình ở đây nhưng vẫn phải bó tay, nhìn thủ hạ cũng mất đi quá nhiều, quả là chuyện trước nay không ai dám nghĩ đến. Khuôn mặt tinh tinh của sát hoàng có hơi giãn ra khi quay đầu nhìn về một phía, chính là hướng của địa phủ. Quỷ hoàng này thế mà lại cung kính cúi đầu, như thể đang tạ ơn một ai ở hướng đó vậy. Cuối cùng sau một lúc, hắn lướt tới bên cạnh đứa con trai chỉ còn một nửa thân thể của mình, chính là Hắc Bì Quỷ Vương. Hắc Bì lúc này thảm không thể tả, cả nửa thân toàn là quỷ huyết be bét, có chỗ không ngừng tuôn trào, có chỗ thì bị bốc hơi như đang chịu cắn nuốt. Con quỷ thật thà thấy cha tiến lại thì thều thào nói: "Cha, hắn đi rồi sao? Chúng quỷ được cứu rồi phải không cha?"
Sát hoàng im lặng không đáp, trong mắt chứa tia nhìn không nỡ, hướng về phía đứa con mà năm xưa trong lúc vô tình đã khai sinh ra của vị bá chủ. Hắc bì cười yếu ớt, quỷ diện tuy đáng sợ nhưng lại không làm cho người đối diện thấy đáng ghét chút nào. Ánh mắt hắc bì lúc này đã là một màu xám nhợt nhạt, khờ dại không còn thần sắc, cũng dần mất đi sinh khí. Vậy là con yên tâm quay về lại với quỷ khí bản nguyên nơi đây rồi. Chà, con yên tâm rồi. Thằng con ngu ngốc, mày sẽ không chết. Sát hoàng cất tiếng trấn an, nhưng chính bản thân hắn cũng nghe ra được trong lời nói của mình hoàn toàn là giả dối. Hắc bì thực sự đã không còn cách cứu chữa được nữa, một khắc tiếp theo đây thôi sẽ bị hóa trở về thành bản thể là một tia quỷ khí của sát hoàng năm đó vô tình tạo ra, rồi nhập vào làm một với nơi này. Sát vực sau này sẽ vĩnh viễn không còn quỷ thật thà nào nữa cả. Toàn thân của hắc bì đã chuyển hẳn qua màu xám tro ảm đạm. Cánh tay to lớn kia bây giờ yếu ớt cố nâng lên, thế mà lại trung trung muốn chạm vào mặt cha mình. Sát hoàng bất giác đưa tới gần, hắc bì đập đập mấy cái vô lực lên khuôn mặt hung bạo của sát hoàng. Quỷ thật thà vẫn không hề tỏ ra đau đớn hay sợ hãi gì khi sắp phải đối diện với cảnh tan biến, mà chỉ cười hiền lành thều thào những câu cuối cùng. Chà, có vẻ ngoài thật hung dữ đó, đó là sự thật. Nhưng mà con cũng rất kính yêu người, đó là sự... Hắc bì còn chưa nói hết thì cánh tay đã vỡ vụn ra thành bụi ngay tại chỗ. Kế đó, nửa thân còn dư lại của quỷ cũng tan rã ra thành bột mịn. Khoảnh khắc trước khi bị hủy diệt, miệng của quỷ tinh tinh thật thà vẫn còn đang cười. Ánh mắt nhu hòa nhưng ảm đạm, không có thần sắc kia, vẫn hướng về một phía mà hắn nghĩ là người cha của mình đang ở đó. Vạn sự ở đời có thật có giả. Suốt một thời gian dài đằng đẵng từ lúc sinh ra, hắc bì luôn đề cao sự thật. Chỉ tiếc là đến lúc cuối cùng không nói ra được một chữ trọn vẹn đó. Hắc bì quỷ vương, con trai của bá chủ sát vực, triệt để tiêu vong. Sát hoàng lúc này đứng ngẩn ngơ tại chỗ, ánh mắt cũng thất thần nhìn về phía trước, nơi mà cách đây mấy giây đứa con từng bị hắn mắng chửi là ngu ngốc vẫn còn hiện diện ở đó. Cánh tay quỷ thu tráp sờ nhẹ lên mặt mình, là chỗ mà lúc nãy hắc bì vừa chạm vào. Kế đó toàn thân quỷ khuỵu xuống, từng thứ thịt trung rẩy lên bất lực. Sát hoàng, một quỷ hoàng nổi tiếng bá đạo hung tàn, chưa từng run sợ trước kẻ thù, máu lạnh nhẫn tâm nhất thế giới quỷ, bây giờ lại đang run rẩy khi đứa con trai của mình đã tan biến ngay trước mắt mà hắn không thể làm được gì cả. Sát hoàng nhớ lại lúc giao cho hắc bì quyền cai trị, quỷ đã nói: Cha yên tâm, con sẽ đưa sát vực trở thành nơi mà chúng quỷ hoạt động có kỹ cường nhất, và không đánh nhau, không dối trá đâu. Yên tâm cái đầu của mày đó, đồ ngu, thân là quỷ mà sao lại có cái ý tưởng đó vậy? Cha đừng mắng con nữa mà, con sẽ làm được, đó là sự thật. Lại có lần hắc bì lén lút tìm gặp hắn mà nhỏ tiếng nói: Cha, con nghe được chúng quỷ đang lén bàn luận, nói rằng cha xấu xa như vậy, nhưng sao bây giờ sinh con ra đó thì lại không giống cha. Chính tao cũng đang nghi ngờ điều này đó. Cha, ý con không phải là như vậy. Điều con muốn nói ở đây là người ta nói cha xấu xa đó. Thế thì mày thấy sao? Con thấy bọn họ nói đúng, cha thật rất xấu xa, đó là sự thật. Mày cút!
Cứ mỗi lần như thế, sát hoàng đều chán ngán bực bội, đá bay đứa con khờ khạo của mình ra một góc. Nhưng ít ai biết được, lúc này khóe miệng hắn lại lén nở ra một nụ cười ấm áp. Thân là bá chủ, kẻ thù trung sợ, chúng quỷ tung hô lấy lòng, tìm đâu ra một đứa con trai có thể thẳng thắn nói với hắn như vậy chứ. Một chút giả dối cũng không có. Đây là một điều quá đặc biệt. Thật tâm sát hoàng rất yêu quý đứa con này. Nếu không, hắn đã không giao sát vượt lại cho hắc bị tiếp quản. Thế nhưng từ đây về sau, tháng năm buồn bã dài đằng đẵng trôi qua, sẽ không còn ai ở bên cạnh nói với hắn như thế nữa cả. Sẽ không còn một hắc bị nào như thế nữa hết. Vị bá chủ quỷ vực trung trung ngẩng mặt nhìn lên cao. Từng dòng ký ức xưa cũ về đứa con trai khờ khạo cứ thế ùa về. Ánh mắt hung tàn lúc này nhỏ ra những dòng huyết lệ khó gặp nhất. Miệng quỷ há ra, nhưng chỉ có những thanh âm ú ớ bất lực. Một chữ cũng không thốt lên được trọn vẹn. Phía trên tầng không lúc này lại lay động mạnh. Một làn quỷ khí đỏ ngầu khổng lồ từ xa đang bay đến đây. Chính giữa luồng quỷ khí đỏ trực đó là một cặp mắt sắc lẻm như dao, chứa đầy uy áp. Sau khi quần thảo một hồi, đám quỷ khí to lớn kia thu lại nhanh chóng, rồi hạ xuống sát cạnh sát hoàng. Chớp mắt ngưng tụ ra một thân quỷ với khuôn mặt ngô ngố hài hước, là quỷ khục đầu. Tuy nói huyết hoàng từ lâu đã không quản huyết vực, giao lại hết cho thủ hạ, nhưng những việc lớn vẫn là do lão chỉ đạo làm chủ. Vừa rồi động tĩnh ở sát vực quá lớn, kinh động khắp nơi, chiến đấu ầm ĩ, đầy trời là thanh âm tang thương than khóc kêu gào. Các thủ hạ của lão sợ quá, vội liên hệ cầu cứu. Thế nên huyết hoàng mới vội rời khỏi nhân gian mà quay về đây, tiến đến chỗ này. Thấy sát hoàng đang ngẩng đầu nhìn tinh không với vẻ bi ai, cũng chẳng thèm chú ý tới mình. Huyết hoàng tò mò nhìn, rồi trào phúng nói: "Hả, chuyện gì vậy? Ngươi bị làm sao rồi? Bị đánh hả?" "Bị đánh là đáng thôi. Ủa mà ai làm được tới vậy chứ? Rốt cuộc ngươi đã đắc tội kẻ nào? Nguyên một nửa chúng quỷ bốc hơi đâu cả rồi." Thế nhưng mặc cho huyết hoàng có nói gì, sát hoàng vẫn im lặng trầm tư tại chỗ. Hắn vẫn còn chưa thể chấp nhận được chuyện đứa con trai của mình đã biến mất mãi mãi. Quỷ cục đầu mất hứng, bỏ qua tên này mà vung tay túm lấy một quỷ binh gần nhất. "Mau nói ta nghe, đã có chuyện gì xảy ra?" "Dạ, bẩm huyết hoàng đại nhân, chuyện là..." Quỷ cục đầu mới đầu còn hờ hững, nhưng sau khi nghe tên quỷ binh kể lại mọi chuyện thì quỷ diện lâm vào nghiêm trọng vô cùng. Ánh mắt lăng lệ nhìn lại một lần nữa quang cảnh hoang tàn đổ nát thê lương của sát vực. Miệng lão gầm gừ đầy phẫn nộ: "Để quỷ, quả nhiên là hắn. Khủng khiếp mà, hắn thực sự đã hồi sinh." Một lúc sau đó, huyết hoàng quay về, ra lệnh cho tòa thành của mình đề cao cảnh giác, tiến vào trạng thái đối địch, bởi kẻ thù mạnh nhất của chúng quỷ đã xuất hiện rồi. Khi còn đang phân phó thì bên tai lão chợt vang vọng ra tiếng nói có chút lo lắng của cựu vĩ linh miêu: "Lão quỷ chết tiệt, ngươi chạy đi đâu vậy? Mau mau về đây, con bé xảy ra chuyện rồi." Quỷ cục đầu mệt mỏi khi phiền phức cứ liên tiếp tìm đến, nhưng nghe như Quỳnh xảy ra chuyện thì cũng cấp tốc quay lại nhân gian ngay lập tức. Có thể nói cô bé này là một tồn tại đặc biệt đối với lão, cũng tựa như sự tồn tại của hắc bị đối với vị bá chủ sát vực vậy. Lúc này ở trần gian đang là ban đêm, 10 giờ tối. Trên phần mái chỗ căn nhà sau của Phượng Thánh có hình bóng một cô gái với mái tóc dài bay nhẹ trong gió đêm đang đứng đó, là Như Quỳnh. Quái dị ở chỗ, nữ pháp sư bây giờ khuôn mặt dại ra,
hai mắt trợn to nhưng không có đồng tử, mà chỉ có một màu trắng giả của hai con người. Tay phải đang giơ lên cao, bàn tay nhỏ nhắn đang cầm cán của một lá cờ phép màu tím hình thù kỳ lạ với những đường thêu tinh xảo đẹp mắt. Giữa thân lá cờ có hình một con hung thú không thể phân biệt được giống loài, chỉ biết đầu thú há miệng ra với vẻ rất hung hãn. Trong gió vang rền thanh âm ma quái, những thứ tà ma không sạch sẽ xung quanh đây như thể bị lôi kéo, không tự chủ mà bị hút bay đến xung quanh như quỳnh, rồi chui hết vào mồm của con thú được thêu trên lá cờ kỳ lạ đó. Ăn, ta muốn ăn, ta muốn ăn tiếp, muốn ăn nữa. Cổ họng của cô nàng cũng phát ra một tiếng nói chối tai người nghe, nửa già nua, nửa trẻ nhỏ, không ngừng gầm gừ như đang bất mãn điều gì đó. Linh miêu của vị đáp thân ở gần đó chăm chú nhất cử nhất động của Như Quỳnh. Mắt mèo không còn cao ngạo hờ hững như mọi khi, mà lúc này lạnh giá như băng. Thân thể của linh miêu khẽ động mấy lần, như muốn làm ra hành động gì đó, nhưng cuối cùng lại không có ra tay, tựa như vẫn còn suy tính thêm mới có thể lao tới. Lúc này quỷ cục đầu cũng đã trở về, hiện thân ra bên cạnh chỗ con mèo mà nói: có chuyện gì? Con bé xảy ra chuyện gì sao? Người tự nhìn đi. Huyết Hoàng cũng nhanh chóng chú ý đến sự bất thường của Như Quỳnh. Ngay khi cả hai đang quan sát, Quỳnh chợt quay phắt đầu lại, ánh mắt trắng giả trợn to, chầm chầm hướng cái nhìn ma quái của mình về phía cả hai. Kế đó cánh tay phải hạ xuống, chỉa lá cờ về phía linh miêu và quỷ cục đầu. Cờ tím vừa chỉ vào thì phát ra một sức hút mãnh liệt, như muốn lôi thuộc một quỷ một linh ở trước mặt tới chỗ cái đầu thú hung tàn ở giữa tấm cờ vải mà cắn nuốt. Nhưng cả hai thân vẫn vững như núi, không chút lay chuyển. Mắt mèo khinh miệt quét qua phần hình theo quái thú, còn quỷ cục đầu chỉ trầm ngâm không nói lời nào, tựa như đang suy tính điều gì đó. Người tin sao? Thức tỉnh con bé bây giờ luôn chứ? Cái hồn kỳ này đã chọn con bé rồi thì tất sẽ không hại nó đâu. Vấn đề bây giờ chỉ là giữa con nhỏ và lá cờ đó, ai mới giữ quyền không chê thôi. Đây cũng là điều làm cho ta lưỡng lự nãy giờ, cho nên mới muốn tìm ngươi hội ý. Đây là cơ duyên của nó. Nếu vì thức tỉnh mà phải phá quỷ đi lá cờ phép ấy thì thật là tiếc đó. Huyết Hoàng trầm ngâm suy tư, nhỏ tiếng nói: tên kia đã hồi sinh rồi, thảo nào cái cờ phép này cũng bắt đầu có hành động. Ngươi đang nói gì vậy? Lát nữa kể sau đi, chuyện bây giờ cứ quan sát đã. Nếu thật con bé không thể khống chế lá cờ, chúng ta sẽ đập nát cái thứ pháp khí đó ra, không để cho con nhỏ hỗn láo đâu bị chiếm xác được. Linh miêu gật đầu, ánh mắt trước sau cũng không rời Như Quỳnh một giây. Nó đã coi Như Quỳnh là chủ nhân, cho nên tuy bình thường tỏ ra rất hờ hững, kỳ thực luôn chú ý tới sự an toàn của cô mỗi lúc. Quỷ cục đầu gãi gãi cầm suy đoán: lá cờ này vừa hấp thu hồn phách, được ăn no cho nên đang mạnh lắm. Ta đoán chừng chúng ta phải chờ tới gần sáng thì con bé mới tỉnh lại. Ủa, đây là đâu à? Huyết Hoàng chưa nói hết câu thì phía bên kia giọng nói nhẹ nhàng thánh thoát của Như Quỳnh đã vang lên. Là tiếng nói bình thường hàng ngày của cô nàng, chứ không phải thanh âm kỳ quái kia nữa. Linh miêu của Vĩ liếc xéo qua đồng bạn, ánh mắt như chế nhạo: vậy rồi cái nào nói ngày mai nó mới tỉnh gì? Bây giờ con bé tỉnh luôn rồi kìa. Huyết Hoàng cười ha hả cho đỡ xấu hổ, cảm thấy con nhỏ này liệu có phải cố tình đánh mặt mình hay không vậy. Đúng là thanh tỉnh lại đúng lúc thật chứ. Như Quỳnh không chú ý tới một quỷ một linh đang ở gần đó, vẻ mặt vẫn đang ngẩn ngơ ngạc nhiên
với tình cảnh đang đứng trên mái nhà như thế này. Hôm nay tập luyện xong mệt quá nên cô ngủ lại nhà thầy Tư. Rõ ràng vừa nãy lên giường rồi mà, sao bây giờ lại ở đây? Rồi khi phát hiện ra trong tay đang nắm một lá cờ tím thì như sáng tỏ ra, liền gầm lên: "À, là mày lợi dụng lúc bà đang ngủ giở trò đúng không?" Không nói không rằng, cô vung tay tát mạnh vào mặt lá cờ phép, phát ra một tiếng rõ to. Trong không gian liền vọng lại tiếng gầm gừ như bất mãn. Như Quỳnh dường như không thấy lạ lẫm gì với thanh âm đó, còn hậm hực đe dọa: "Dám phản ứng hả? Mày có tin tao nhúng vô dòng hỏa rồi đốt mày cháy trụi ngay trên này luôn không?" Đến đây thì thinh không im bặt, không còn phát ra âm thanh nào nữa. Thứ tà mị đang ở trong lá cờ tím kia thật đã bị cô nàng dọa sợ. Quý cục đầu tròn mắt trân trối, tựa như không thể tin. "Ơi, coi bộ chúng ta không cần lo nữa rồi. Ai mới là kẻ làm chủ rõ rồi. Ngươi xem kìa, cái quỷ kỵ đã bị đánh như con vậy. Con nhỏ bạo lực đúng là đáng sợ đó. Mau ẩn thân đi, cẩn thận nó giận cá chém thức, nên đu tụi mình bây giờ." Cả hai vội làm phép che mắt, ẩn giấu thân thể đi. Nếu để cô nhỏ biết cả hai bọn họ chỉ đứng quan sát mà không làm gì, nói không chừng là bị ăn đòn oan thật. Linh Miêu quay qua Huyết Hoàng nói: "Vừa nãy cứ có chuyện gì muốn kể?" "Để quỷ hồi sinh." Huyết Hoàng nghiêm mặt, chỉ thốt ra một câu gọn lõn như thế. Linh Miêu nghe thông tin này thì cũng sững sờ. Cặp mắt mèo thể hiện ra sự nghiêm trọng với địch ý khó gặp, còn có cả sự kiên kỵ ẩn giấu bên trong nữa. Huyết Hoàng toan quay lưng trời đi khi thấy mọi chuyện đã ổn. Lại như nghĩ ra điều gì, chợt dừng thân, cũng không quay đầu lại mà nói với con mèo: "Linh Hoàng à, ngươi chỉ là phân thân nhỏ yếu, đừng nói là bảo vệ người khác. Đến một đòn của đế quỷ, cái phân thân này cũng không chịu nổi đâu. Ngươi nghĩ sao?" Huyết Hoàng nói đến đó thì cũng biến mất đi, bỏ lại Linh Miêu ngồi sững sờ với cặp mắt trợn to. Mãi một lúc lâu, con mèo mới chậm chậm quay đầu sang, đưa ánh mắt phức tạp hướng về phía Như Quỳnh, dường như đang đắn đo cân nhắc với một quyết định rất khó khăn nào đó. Như Quỳnh hoàn toàn không biết đang bị con mèo quan sát, lúc này vẫn đang lây hoay chạy qua chạy lại trên mái nhà. Cuối cùng ấm ức la lên: "Cái lá cờ chết tiệt mà, mày đưa bà lên đây rồi bà xuống kêu gì? Anh ơi, cha, cô mau cứu con với." Chiều ngày hôm sau, Như Quỳnh đang ngồi ngơ ngẩn trước sân nhà sau, tay vần về cây cờ màu tím với hình thiêu đầu quái thú ở giữa mặt vải. Cô nàng còn nhớ cái hôm bị sát hoàng dẫn đến huyết hộ, phía dưới mặt nước đã cảm nhận được có thứ gì đó kêu gọi mình. Sau này đã biết chính là cây cờ phép này đây. Rõ ràng là cây cờ màu tím đã hóa linh rồi. Lúc bị sức mạnh của hộ đức thần bí kéo xuống dưới đáy, toàn thân là bóng hình của quỷ ma đang ôm bấu lấy thần, không ngừng bấu víu muốn đoạt lấy mạng. Chính cái cờ phép này đã tự trôi đến bên cạnh mình. Như Quỳnh lúc đó đâu có nghĩ gì nhiều, chỉ vùng tay túm lấy cán cờ. Không ngờ hành động đó đã cứu mạng bản thân. Lúc ấy, khi tay cô vừa chạm, thân cờ đã tỏa ra một sức mạnh cường đại, cắn nuốt hết tất cả các vong hồn đang đeo bám. Nhưng chỉ ngay sau đó, cô lại thấy đầu óc choáng váng, ý thức như đang bị một bàn tay vô hình tóm lấy, muốn bóp nát đi. Chính là cái cờ vải này giở trò muốn đoạt xác của cô. Cuối cùng, ngay lúc nguy cấp nhất, sắp mất đi linh hồn, từ sâu trong thân thể cô lại phát ra một luồng sức mạnh thứ hai, cũng kinh khủng vô cùng. Một luồng khí ống ánh năm màu tuôn ra từ thất khiếu, vây bọc lấy cô vào giữa. Sự khống chế của cây cờ quỷ cũng bị đình chỉ ngay lập tức. Tiếp sau đó, cô nàng mất đi ý thức và ngất đi, cũng không bị cây cờ phép ma quỷ này đoạt mạng nữa. Vung vẩy pháp khí kỳ lạ trong tay, Như Quỳnh nhỏ tiếng nói: "Nói cho cùng thì cũng chính là tao đưa mày ra khỏi hồ nước đó mà, cho đem về đây. Ngoan ngoãn an phận chút đi. Lúc đó mày vừa cứu tao, nhưng lại muốn hại tao nữa.
chuyện này là chúng ta coi như huề. Nếu mà còn dám làm loạn như đêm qua đó, tao cũng không lương tình mà đốt trụi mày đâu, hiểu không? Thân cờ phát ra âm thanh trầm thấp mà chỉ có cô nàng nghe thấy. Tiếng kêu tựa như đã thỏa hiệp, cuối cùng im bặt đi. Con gái cưng, sao ngồi đây mình vậy? Phía trước mặt, nơi con đường đổ bê tông nhỏ, ông Tư Mập đang khệ nệ lê cái thân mập ú chậm chậm tiến tới. Tay phải còn cầm theo một cuốn sách to dày, bề mặt cũ mềm có chút rách, tựa như sách cổ. Cha, con đang chờ mọi người tới tập luyện á. Ông Tư yêu thương xoa đầu cô. Thôi vô đây, có chuyện liên quan tới con nè. Cô theo chân ông Mập đi vào bên trong. Phượng Thánh thấy cha đến thì ngừng tay điêu khắc, xoay người đổ nước châm trà. Ông Tư tiến lại chỗ ngồi quen thuộc, rút ra một gói thuốc lá, kế đó thắp lửa hút một hơi. Đôi mắt khẽ nhíu lại như suy tính điều gì đó. Phượng Thánh đưa tay lấy gói thuốc vừa đặt xuống, cũng thắp một điếu rồi nói: Cha, hút thuốc có hại cho sức khỏe đó. Ông Tư trợn mắt nhìn con, bộ dáng khinh bỉ. Như Quỳnh thì trợn mắt nhìn cả hai, đưa tay phẩy phẩy trước mặt như ghét bỏ. Trời ơi, hai người đúng là cái ống khói mà. Ông Tư cười hề hề, cuối cùng đặt nhẹ lên bàn cuốn sách cổ, rồi nghiêm giọng nói: Chuyện đêm qua đó, Như Quỳnh bị cái cờ kia khống chế đưa lên mái nhà, chả có hỏi qua Huyết Hoàng với Linh Miêu rồi, nhưng bọn họ đều không chịu nói ra lai lịch của cờ phép này. Vì vậy cha tự mình tìm hiểu mấy cuốn sách tổ truyền, cuối cùng cũng biết được rồi. Ê cha, vậy cái đồ quỷ này có lai lịch ra sao vậy? Như Quỳnh vừa cầm cờ vẫy vẫy, tỏ ra thích thú hỏi ngay. Ông Tư chăm chú nhìn vào lá cờ rồi nói: Nguồn gốc xa xưa, lai lịch rất lớn. Sách cổ ghi lại, nó đã là tồn tại từ đời thượng cổ, là một pháp khí trong tay của một thầy tà có biệt danh là Bách Hồn. Tên này dùng phép phong linh nhốt một quỷ thú ở trong đó, dùng máu thấm cờ, dùng hồn nuôi linh, mà không phải dùng linh hồn đã chết để nuôi. Thứ hắn dùng là linh hồn của người sống, số nhiều là trẻ sơ sinh tròn 9 tháng tuổi. Bởi tàn ác như vậy, cờ này mới gọi là Vạn Thế Ác Linh Hấp Hồn Kỳ. Nói cho dễ hiểu theo như bây giờ, nó có nghĩa là cờ thu hồn đó, một khung khí đứng đầu trong giới huyền môn chúng ta. Nhưng bởi lai lịch quá xa xưa, lại bị chìm dưới huyết hồ ở chốn quỷ vực, sợ là bây giờ chẳng còn ai nhận ra nó đâu. Như Quỳnh nghe vậy thì nhíu mày. Quả nhiên chẳng phải là thứ đồ tốt lành gì. Tuy bây giờ nó nghe lời cô, nhưng mang nó theo bên mình không khác gì ôm một quả bom nổ chậm. Đến một ngày nó hứng chí gây tội ác, thì chẳng phải chính cô sẽ gánh lấy trách nhiệm hay sao? Cha, vậy con phải làm sao đây? Hay là đốt nó đi? Rất là khó. Thiêu quỷ nó không phải là không thể, nhưng có khi sẽ xảy ra chuyện ác thú bên trong bị phóng thích, khi đó sẽ là đại họa của nhân gian đó. Cách truyền thống nhất từ trước tới nay là phong ấn, sẽ nhờ các sư thầy ngày đêm tụng niệm kinh văn để hóa độ, mài mòn đi ác khí của lá cờ. Tiếc là lý thuyết nó là như vậy, nhưng mà con nghĩ xem, muốn mài đi ác khí của một vật cổ lão như thế này có khả năng sao? Chưa kể đến chuyện có kẻ xấu đoạt được nó thì hỏng bét. Cha thấy cái quỷ kỳ này nằm dưới sự giám sát của chúng ta vẫn là trọn vẹn nhất. Lát nữa ta sẽ đặt nó trong nhà thờ tổ, ngày ngày sẽ đích thần chú ý nó. Như Quỳnh không muốn cha mình phải vất vả vì cái thứ tự mình đem vậy. Ông ấy đã già rồi, ước muốn quy ẩn cũng là muốn tránh đi thị phi, yên tâm dưỡng lão. Bây giờ phải ngày ngày để tâm đến một món pháp khí tà ác,
khiến cho cô thật không nỡ. Cuối cùng nắm chặt cờ phép, cô lớn gan nói: "Cha, không sao đâu. Nó nghe lời con, sau này con sẽ chú ý quản lý, không để chuyện xấu xảy ra." Ông Tư bình thường rất chiều chuộng cô, nhưng lần này thì nghiêm mặt kiên quyết nói: "Không được, quá nguy hiểm rồi. Con không thể ngày ngày mang nó bên mình được." "Cha..." "Nghe lời cha đi. Cha nói không được là không được." Phượng Thánh rít một hơi thuốc, nghĩ ngợi mất mấy giây rồi nói: "Cha, cũng không phải là không thể đâu. Lá cờ hóa linh này đã chọn con bé làm chủ, thì dù có đem đến đâu, nó cũng sẽ quay về bên cạnh con bé mà thôi." "Ờ, cả con cũng nghĩ vậy sao?" Ông Tư đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn con trai. Phượng Thánh cũng đầy thâm ý nhìn cha mình. "Cha, bên người con nhỏ có hai tồn tại mạnh như thế nào, cả cha và con đều biết mà. Họ đã không quản, tức là sẽ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa cha đừng quên, trong thân của bé này có..." Phượng Thánh bỏ dở câu nói, chờ cha mình quyết định. Ông Tư vẫn không muốn thứ pháp khí tà ác ở bên cạnh đứa con gái, nhưng nghĩ lại cũng thấy con trai mình nói có lý. Lại thêm Như Quỳnh cứ mè nheo năn nỉ, cuối cùng cũng mềm lòng đồng ý để lại lá cờ cho cô nàng sử dụng. Phượng Thánh mới dặn dò: "Pháp khí không phân chính tà, mà là ở người sử dụng. Một ngày em không đi theo đường tà thì nó sẽ không phải là thứ pháp khí tà ác. À mà khả năng mày đi theo đường tà cũng lớn lắm chứ ha." "Có anh mới tà ác á, em đây chính khí ngời ngời à." Ông Tư cười ha hả, hài lòng với cảnh bình yên của cuộc sống gia đình. Trong lòng cũng thầm thả lỏng ra đôi chút. Sau khi uống ly trà vừa mới pha, ông thầy Mập lại nói tiếp: "Lá cờ này của người tà sư Bách Hồn, vốn là chung thời đại với vị đệ nhất pháp sư sử dụng bùa chú ngũ hành đại thần phụ đó." Phượng Thánh hơi nhíu mày. Anh biết không phải tự nhiên, vô duyên vô cớ mà cha mình đề cập tới chuyện này. Vì vậy im lặng chờ nghe tiếp. Quả nhiên, ông Tư nghiêm mặt, ánh mắt phức tạp nói: "Vị đệ nhất pháp sư năm đó là tử địch của tà sư Bách Hồn. Một chính một tà, đây là tình thế hiển nhiên không thể tránh khỏi. Ngũ hành đại thần phù và vạn thế ác linh hấp hồn kỵ cũng đã giao tranh qua không biết bao nhiêu lần." "Ê, cha, thế cuối cùng thì ai thắng vậy?" "Không có người thắng cuộc. Bởi thời đại đó xuất hiện thêm một nhân vật thứ ba rất là tà ác. Nhân gian gọi hắn là Hỗn Độn Pháp Sư, còn chúng yêu ma gọi hắn là Đế Quỷ. Theo ghi chép thì tên này cực kỳ mạnh mẽ. Mục đích của hắn đối với nhân gian hay với quỷ, yêu, thi, linh chỉ có một, đó là đưa tất cả về với Hỗn Độn." "Chà, Hỗn Độn là gì? Con coi phim hay đọc truyện cũng nghe qua từ này mấy lần mà không hiểu lắm." Thầy Tư bắt đầu giải thích. Nhắc đến Hỗn Độn phải nói đến Bàn Cổ. Theo lão giáo, Bàn Cổ là thủy tổ của loài người. Theo Tam Hoàng Thiên Kinh, sự tích Bàn Cổ như sau: tại núi có một cục đá lớn đã thọ khí âm dương chiếu diệu rất lâu đời, nên đã thâu được các tính linh thông của vũ trụ mà tạo thành thai người. Sau 10 tháng 16 ngày, đúng giờ dần, một tiếng nổ vang, khối đá linh ấy nứt ra, sản sinh ra một vị linh chân hy hữu, là thần mang hình hài như con người, được gọi là Bàn Cổ. Vừa sinh ra thì vị ấy tập đi, tập chạy, tập nhảy, hớp gió nuốt sương, ăn hoa quả, dần dần lớn lên. Mình cao trăm thước, đầu như rồng, có lông đầy mình, sức mạnh vô cùng. Một ngày kia Bàn Cổ chạy qua hướng Tây, bắt gặp một cái búa và một cái dùi ước nặng ngàn cân. Bàn Cổ tay phải cầm rìu, tay trái cầm dùi,
ra sức mở mang cõi trần. Thổ đó trời đất còn mờ mịt, Ngài ước cho phân biệt trời đất thì nhân vật mới hóa sinh được. Ngài ao ước vừa dứt tiếng thì sấm nổ vang, thiên thanh, địa minh, vạn vật sinh ra đều có đủ cả. Ngài liền chỉ trời là cha, chỉ đất là mẹ, muôn dân là con. Ngài chính là tôn chủ sáng lập thế gian, cho nên cũng gọi Ngài là Thái Thượng Đạo Quân. Ngài tự xưng là thiên tử, tức là con trời, cai trị muôn dân. Ngài là vị vua đầu tiên của cõi thế gian, nên gọi Ngài là Hỗn Độn Thị. Cõi nhân gian khi chưa được Ngài khai sáng gọi là cõi hỗn độn hay là cõi hỗn mang, mọi thứ đều là hư vô, tối tăm và mờ mịt. Như Quỳnh thông minh vừa nghe xong đã nhìn ra được vấn đề. Chà, vậy là tên pháp sư hỗn độn đó muốn đưa mọi thứ trở về cõi đó. Điều đó có nghĩa là... Đúng như con nghĩ đó. Đưa mọi thứ về hỗn độn chỉ là cách nói vằn vẻ của hắn mà thôi. Ý chính ở đây là tiêu diệt tất cả, phá hủy đi tất cả. Tên pháp sư này sát tính cực nặng, bất kể là người hay ma, hắn đều muốn tàn sát sạch sẽ đi. Năm đó ra tay bừa bãi, phạm phải phép trời, cuối cùng phải trốn xuống quỷ vực. Tại đây hắn lại đổ sát tiếp. Mai thầy dưới đó có Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài ấy mở lòng từ bi, cứu lấy bách quỷ, cũng đã đuổi được hắn đi. Nếu không thì e rằng chẳng còn quỷ vực đâu. Sau đó thì số phận hắn thế nào chứ? Hắn lại chạy lên nhân gian. Lần này thì giới huyền môn đã tập trung vây công. Đệ nhất pháp sư và đệ nhất tà sư đã hợp tác khăng địch, vì hắn là kẻ thù chung của cả hai. Sách cổ viết thêm, trận chiến đó vô cùng tàn khốc. Không chỉ pháp sư nhân gian, mà yêu ma chúng quỷ cũng liên hợp đối phó với hắn. Bởi hắn đã thành tử thần của tất cả muôn loài. Cuối cùng thì quỷ giới và nhân giới cũng trả giá đắt mới chiến thắng được hắn. Nhưng sách chỉ viết là chiến thắng mà thôi, hắn sống hay chết không có ghi chép. Sau trận chiến thì tà sư Bách Hồn cũng mất tích vĩnh viễn. Còn đệ nhất pháp sư thì trọng thương, sau này lúc phong ấn con quỷ ăn não đang hại nhân gian xong thì qua đời, để lại bí thuật thượng cổ Ngũ Hành Đại Thần Phù để trấn áp phong quỷ. Trôi nổi qua tuế nguyệt thì đã vào tay anh trai con như bây giờ đó. Một tà sư lại tự xưng mình là đế quỷ, thật là kỳ lạ đó. Ông Tư lắc đầu. Hỗn độn pháp sư là cách mà nhân gian chúng ta gọi hắn thôi. Kỳ thực lúc vừa xuất đạo hắn đã tự xưng là đế quỷ rồi. Hàm ý trong đó đã gạt bỏ mọi mối quan hệ với con người. Hắn bán linh hồn cho một thứ sức mạnh kinh khủng, tự hắn gọi đó là sức mạnh hỗn độn. Nhờ thứ sức mạnh này mà hắn tung hoành ngang dọc, sử dụng một loại pháp thuật gọi là hỗn độn hắc huyết phù. Kẻ chết trong tay thứ bùa chú đó nhiều không kể xiết. Chợt ông Tư quay sang đứa con gái. Như Quỳnh à, con xuống bếp làm bữa chiều giúp cha đi, cha có hơi mệt. Như Quỳnh vâng dạ rồi đứng dậy. Chờ cho cô em gái đi khuất, Phượng Thánh mới nói. Chờ còn điều gì muốn nói phải không? Theo thông tin cha nhận được, tổ chức thần bí đang hại người đoạt hồn kia sử dụng một loại bùa đen. Theo miêu tả thì y hệt như hỗn độn hắc huyết phù mà lúc nãy cha vừa mới nói đó. Tổ chức này săn hồn không phải để nuôi luyện như các thầy nuôi quân, cũng không phải là để giao dịch như tổ chức của mẹ con. Linh hồn có nhiều cách dùng. Cách cha muốn nói ở đây chính là dùng để tế hồn.
Bọn họ muốn dùng đủ thứ vong linh để tế phép, gọi ra một linh hồn tà ác khác đó. Chẳng lẽ... Đúng. Bí thuật thượng cổ ngũ hành đại thần phù đã bắt đầu từ con mà tái hiện nhân gian. Bây giờ lá cờ phép cũng rơi vào tay Như Quỳnh. Đây không phải là trùng hợp. Bên kia thì tổ chức cũng đang không ngừng thu gom hồn phách. Cha nghi ngờ là đế quỷ muốn hồi sinh. Ông Từ nói đến đây thì trầm ngâm. Hai cha con đều im lặng. Không khí trở nên nặng nề vô cùng. Phượng Thánh lại châm thêm một điếu thuốc khác. Ánh mắt lạnh băng nhìn về hướng cửa sổ, để mặc cho làn khói trắng che phủ đi hơn nửa khuôn mặt. Một lúc sau thì nói: xem ra con và con bé Như Quỳnh chính là người ứng kiếp rồi. Thầy Tư lặng lẽ uống một ngụm trà, nhỏ tiếng nói: Vậy con tính sao? Số kiếp khó tránh, con thấy cứ như cũ đi. Cha đừng cho con nhỏ biết điều gì cả. Lần này vẫn là một mình con chiến đấu thôi. Mày nghĩ giống cha rồi đó. Nhưng sẽ không phải một mình con đâu, mà là hai cha con ta cùng gánh vác. Cha già rồi, có chừng gánh còng lưng đó. Cái thằng mất dạy. Hai cha con nhìn nhau cười cười. Phía nhà trên, Như Quỳnh vẫn đang ung dung thông thả làm bữa ăn, miệng ngâm nga mấy câu hát vui vẻ, không hề biết là bản thân đang sắp phải đối mặt với chuyện gì. Cũng không hay biết cha con Phượng Thánh đã quyết định đặt cô ở ngoài vòng chiến, tự mình họ sẽ liều mạng ứng kiếp để cho cô được an toàn. Lúc này thầy Tư đã rời đi, Phượng Thánh quay lưng lại điêu khắc, nhưng hai tay cầm dụng cụ của anh chỉ đặt hờ trên thân gỗ mà không xuất ra hành động gì. Ánh mắt của người pháp sư ngày một lăng lệ lạnh giá, miệng lẩm bẩm: đế quỷ sao? Đến đi. Ngày hôm sau, trên thành phố, tại một dãy nhà trọ tư nhân với diện tích lớn, xây nhiều phòng ốc xếp thành hàng dài, chỗ căn nhà chính của người chủ nhà đang sống cùng với gia đình. Lúc này khách thuê đang tụm lại, nhìn vào trong mà chỉ trỏ bàn tán cái gì đó. Tiến thêm một chút, có thể thấy nơi giữa phòng khách có một người đàn ông trung niên đang ngồi, ôm khư khư một cái bình sứ to. Hai con mắt dại ra, như thể đang nhìn vào một thế giới nào đó khác. Miệng ngoác ra cười thành tràng, không có chủ đích. Nụ cười này nhìn như thế nào cũng thấy quỷ dị, và pha một chút gì đó đáng sợ. Giống như kiểu của người say rượu, hoặc những bệnh nhân có vấn đề về thần kinh. Nhưng ai ở đây cũng đều rõ ràng, ông chủ nhà này hoàn toàn là người tỉnh táo. Bọn họ không ngừng xôn xao: chuyện gì vậy mấy bà? Ông bị sao vậy? Say rượu hả? Không, tôi ở đây mấy năm trời rồi, có thấy ông nhậu nhẹt bao giờ đâu. Trong nội quy phòng trọ còn cấm tụ tập ăn nhậu nữa mà. Mà tôi thấy ghê ghê sao đó. Hay là ông bị ma nhập hả? Nói cũng không chừng đó. Trong lúc đám người còn tò mò, thì người thân của ông chủ nhà cũng đã chạy đến bên cạnh quan tâm. Nhưng cứ hễ ai đến gần, ông ta đều vung tay xô ngã đi. Thấy cha đã không còn bình thường, cậu con trai hô hào mấy thanh niên trong chỗ trọ, nhờ họ giúp một tay giữ lấy cha mình để đưa đi bệnh viện. Nhưng chuyện không ngờ đã xảy ra. 5-6 thanh niên lực lưỡng, trong đó không ít người thuê trọ là dân lao động, sức vóc hơn người. Thế nhưng bọn họ cũng không thể nào giữ lấy một người chủ nhà nhìn qua trông có vẻ yếu ớt này. Hễ đến gần đều bị ông ta xô ngã chỏng vó, từng người một bị té văng lông lốc mọi hướng. Người chủ nhà cứ như bị kích thích, càng bị người ta xông tới khống chế thì càng cười lên man dại.
rồi đứng hẳn dậy mà dùng thứ sức mạnh kỳ lạ kia đẩy té luôn những người gần nhất. Đám đông hoảng hồn vội lùi ra xa để tránh mang họa. Bất ngờ người đàn ông đưa hai tay đang cầm cái bình sứ giơ lên cao rồi vung mạnh, nên bỡ toang cái bình xuống nền nhà. Ai nấy còn đang khiếp vía thì ông ta cúi người xuống, đưa tay chụp mạnh một mảnh vỡ sắc lẻm nhọn đầu, mặc cho bị vật ấy cắt vào da tay phun cả máu ra, tựa như vẫn không hề cảm giác được sự đau đớn nào. Tiếp đó, người này cầm mảnh vỡ đó toàn cắt lấy cổ mình. À, trời ơi, ông điên rồi. Ông muốn tự sát hả? Lẽ nào chơi đá hả? Đúng lúc người chủ nhà sắp đưa mảnh vỡ đâm xuống cổ thì phút một tiếng, một vật gì đó đen xì bay nhanh như cắt lao chính xác đến tai của ông ta, rồi va đập mạnh một cú. Cú đập mạnh này làm cho tai người đàn ông trung niên bị bật ngược ra sau, văng luôn mảnh sành sứ cứu lấy ông ta một mạng. Trên sàn nhà lăn lông lốc một chiếc giày đen. Sự việc diễn ra quá nhanh cho nên cũng không ai thắc mắc làm sao một chiếc giày lại có thể lao thẳng đi và mạnh mẽ như một mũi tên trời dây như vậy. Đám người đang túm tụm lại bị xô ngã một lần nữa. Có bóng người từ ngoài lao vào, hai tay rẽ ngang nhóm người. Ông ta một chân mang tất, một chân đi giày. Người vừa ra tay chính là ông ấy. Ông ta tuổi cỡ 60, có khuôn mặt cực kỳ hung tợn, già nua xấu xí cùng cực, nước da nhăn nhèo, ánh mắt dịu hâu sắc lẻm, làm cho bất cứ ai gặp phải cũng có cảm giác sợ hãi và muốn tránh xa. Những người thuê trọ ở đây thì thái độ đối với ông ấy cũng đỡ sợ hơn, bởi đã có phần quen thuộc, do người này là khách trọ trong những dãy phòng này cũng được một thời gian dài rồi. Người lão niên không nói không rằng, xông thẳng tới chỗ chủ nhà. Như một phản xạ, người chủ nhà đưa hai tay ra đẩy mạnh kẻ đang xông đến. Nhưng người lão niên đứng vững như bàn thạch, một bước cũng không hề di chuyển. Cú đẩy làm ngã văng bao nhiêu thanh niên sức vóc, vậy mà đối với ông ta lại chẳng có nghĩa lý gì hết. Tay trái cong lại chụp hai bên thái dương, tay phải bắt ấn nhanh như chớp. Người lão niên vỗ thẳng vào trán đối phương. Lúc này từ trong thân người chủ nhà văng ra một cái bóng đen xì quái dị, không thể nhìn rõ bộ dáng, mà người đây dường như không thể trông thấy nó được. Bóng đen vừa bị đánh xuất ra khỏi thân người liền vội lao đi như tên bắn, bỏ trốn ngay tại chỗ. Người con trai thấy cha mình lúc này đã gục xuống bất tỉnh thì lo lắng nói: "Chú Khánh à, chú làm gì? Cha con..." "Ông ấy không sao đâu. Thoa dầu cạo gió cho ông đi. Nhớ kỹ, thoa dầu khắp mình mấy đến khi làm ấm hết toàn thân. Chốc lát nữa sẽ tỉnh thôi, nhưng mà cần nghỉ ngơi đó." "Dạ." Người con trai toan nói gì thì lão niên đã vứt luôn chiếc giày còn lại, rẽ ngang đám đông mà lao ra ngoài, chính là đuổi theo cái bóng đen kia. Bóng đen ma quái kia lao đi rất nhanh, mấy giây đã mất dạng rồi. Nhưng người lão niên này như có cách nào đó vẫn luôn đuổi theo đúng hướng chạy của bóng ma. "Ban ngày ban mặt, dương khí cực thịnh như vậy mà vẫn tồn tại được dưới ánh sáng mặt trời. Không phải vong hồn yếu ớt mà đã hóa quỷ của tù vi rồi. Hèn gì mà mấy ngày nay ta luôn cảm thấy có quỷ khí trong nhà. Mày xui xẻo rồi đó." Đuổi mãi, cuối cùng thế mà chạy đến vùng ven thành thị, tiến về một bãi đất trống là khu nghĩa trang thành phố. Nhìn quanh quất, thấy khắp nơi vắng lặng không một bóng người. Người lão niên này rút ra 5 tờ phù chú, châm lửa đốt lên rồi vứt lên hư không. Bùa này bốc lửa, bị đốt thành tro tan chỉ trong 1-2 giây. Phần tro tan này không bay lên tung tóe, mà đột nhiên tụm lại rồi lao đi vung vút như một mũi tên. Cuối cùng lao xuống, cắm vào một vị trí cách chỗ người lão niên khá xa. Trong thinh không vọng lên một tiếng gào đầy đau đớn, nhưng cũng im bặt ngay lập tức. Lão niên chạy đến, thấy dưới nền đất lạnh một bụi cây rậm rạp tùm, đang là nhúm tro than ban nãy của mình, còn bốc lên những tia quỷ khí mỏng manh yếu ớt. Đây chính là những gì còn lại của bóng đen kia. Người lão niên này đạo thuật rõ ràng rất cao,
chỉ chớp mắt đã hạ gục một phong quỷ rồi. Nhưng chuyện còn chưa xong. Lúc này xung quanh ông ấy bước ra 5-6 bóng người. Bọn họ rõ ràng là ẩn nấp sẵn ở đây và cũng là người sống thật sự. Vòng vây liền khép chặt ông lão vào giữa, nhưng ông ta vẫn tỉnh bơ quan sát. Chỉ có ánh mắt là càng ngày càng hung hãn, sát khí ngày một bừng lên rất đáng sợ. Đám người cảm thấy sát khí mãnh liệt này dường như cũng có chút e ngại, bước chân cũng dừng lại tại chỗ. Một tên trong đó bước ra, nhân diện dữ dằn lại quen thuộc, chính là tên mà lần trước bị Huyết Hoàng đánh cho một đòn bất tỉnh đi. Đây chính là bọn người thuộc nhóm thần bí chuyên giết người đoạt hồn. Lão là ai vậy? Sao lại nhiều chuyện như thế? Dám phá chuyện tốt của bọn này sao? Người lão niên vẫn ung dung, nhưng thanh âm đã trở nên lạnh giá. Chúng mày chính là kẻ đã ếm con quỷ kia vào bình sứ để hại người chủ nhà sao? Gần đây trong thành phố có đám người chuyên làm việc này, xem ra là bọn bay. Tao không ác cảm với việc chúng mày làm, nhưng mà tao ghét nhất là có kẻ dám vây quanh tao để hầm dọa đó. Chúng mày tới số rồi. Khẩu khí ngang tàn của ông ta khiến cho bọn người nọ hơi khựng lại, cũng thêm phần e dè do không thấu được nguồn gốc và bản lĩnh của ông. Một tên đàn em nhìn khuôn mặt già nua xấu xí của ông lão, rồi đem điện thoại ra lướt vội, xong lại như phát hiện ra thông tin gì. Vẻ mặt hắn tái xanh tái mét, liền chạy lại nói nhỏ vào tai tên đầu nhóm. Tên này nghe xong thì cũng biến sắc, thái độ thay đổi hẳn đi, nhẹ giọng như lấy lòng. Thì ra là tà sư, không, là pháp sư Khánh. Thật xin lỗi, bọn tôi không nhận ra nên đã đắc tội rồi. Người lão niên trước mặt tên gọi chỉ một chữ Khánh, với huyền thuật quen gọi là Khánh Tà, là một tà sư cùng hung cực ác, giết người như ngoé. Ông ta và thầy Tư Mập là cùng chung một thế hệ, có tài phép thâm sâu. Mãi đến khi về già, người tà sư này gặp một vài nhân duyên, một vài cố sự, cuối cùng cũng có thể coi là cải tà quy chánh, trời bỏ con đường làm sát. Nhưng bản tính hung tàn cũng không vì lẽ đó mà dễ dàng tha thứ cho ai, nhất là kẻ đã đắc tội với mình. Ông ta lên đường ngao du, muốn trả nợ tội nghiệp cho đời, cũng tới thành phố này để gặp thầy Tư. Nhưng cuối cùng lại chần chờ, còn chưa đi về ngôi làng đó mà ở trọ lại dãy nhà kia. Cuối cùng hôm nay gặp chuyện, cứu được ông chủ nhà, đồng thời giáp mặt với nhóm người thần bí này. Đã biết tao là ai, vậy thì cũng nên biết hậu quả khi đụng vào tao rồi chứ. Thầy Khánh à, xin thầy bớt giận, chúng tôi chỉ là vô ý, mắt mù không thấy thái sơn. Chúng tôi được lệnh cấp trên, thầy chính là một trong những người mà chúng tôi muốn mời gia nhập hội đó. Coi bộ mày không hiểu rồi. Tao đã nói, tao ghét nhất là bị kẻ khác vây công. Chợt lão Khánh ngẩng đầu lên trời cao, ánh mắt trở nên hiền hòa khó gặp, từ nhỏ tiếng nói lẩm bẩm như tâm sự với chính mình. Cháu gái à, ông đã hứa là sẽ không tùy tiện giết người, nhưng mà cái bọn này có địch ý với ông trước, ông đâu thể để yên cho chúng. Muốn làm gì mình thì làm. Cháu nói có đúng không? Đúng không chứ? Sự tàn ác của tà sư Khánh ngày càng lộ rõ ra theo tiếng cười dài. Ông ta đột ngột xoay người vung tại một vòng lớn, một nhúm bột phép được vung ra thẳng hướng đám người đang đứng thành một vòng tròn. Thứ bột kịch độc chuyên dùng của tà sư Khánh vừa trúng thân của đám người kia, bọn họ la lên thất thanh đầy đau đớn. Liên tiếp những tiếng xèo xèo ớn lạnh phát ra như axit đang ăn mòn da thịt. Đám người kia kẻ thì ôm mặt, người thì ôm thân, ngã vật ra đất lăn lóc dãy giụa vì bị tra tấn dày vò. Các vết thương của bọn họ chỗ thì phồng rộp, nổi cả bong bóng nước, có kẻ thì biến dạng cả khuôn mặt hoặc thân thể, đang bốc khói phát ra cả mùi khét của thịt cháy xém. Lão Khánh vẫn dửng dưng nhìn đám người đang lăn lộn kêu gào.
Có lẽ tình cảnh này đã quá quen thuộc với một người có quá khứ tắm máu thế nhân như ông ta. Có chăng chỉ khác ở chỗ ông ta không còn cảm thấy khoái trá gì như trước đây, mà chỉ còn lại cảm giác bàng hoàng, hững hờ mà thôi. Đại nhân, xin cứu mạng. Tên cầm đầu bị trúng thuốc bột ngay cổ, đang tuyệt vọng giãy giụa, cố phần ra chút sức tàn trong người, lấy ra một lá bùa đen, miệng không ngừng khẩn cầu thảm thiết. Lá bùa không gió mà tự bay lên, rời khỏi tay của tên trưởng nhóm. Cuối cùng từ trong đó phun ra một luồng quỷ vụ đen đặc to lớn. Thấp thoáng trong đó là một thân người lúc ẩn lúc hiện. Chính là đế quỷ, kẻ vừa đồ sát một nửa quỷ binh ở sát vực. Hắn quả nhiên cùng với đám người này có quan hệ không tầm thường, đúng như thầy Tư đã dự đoán. Thằng pháp sư nhãi nhép dám đụng vào thủ hạ của ta sao? Tiếng nói lạnh lùng cất lên sau lớp quỷ vụ. Tiếp đó, hàng loạt tiếng vung vút xé gió ngân trời lên. Đế quỷ tung ra liên tiếp một loạt hỗn độn hắc huyết vụ, bay thẳng đến, vây lấy lão Khánh Tà. Người tà sư cả kinh, không chậm trễ, chúc ra một cây dao nhỏ làm từ sắt đen. Bề mặt trơn bóng, tỏa ra âm khí nồng nặc. Chính là pháp khí quen thuộc, đã theo lão tung hoành bao nhiêu năm. Ánh sáng lạnh từ thân dao chiếu sáng lấp lóe. Sau nhiều lần nhát vung, số bùa chú đã bị chém nát đi mấy chục tờ. Nhưng đế quỷ ra chiêu như mưa, hết bùa này tới tờ phù khác cứ lao ra không có điểm dừng, xoay tròn vây lấy lão Khánh Tà, tựa như muốn giam cầm lại. Bùa chú có tác dụng với quỷ ma, nhưng với người sống thì vô dụng. Thế nhưng hỗn độn hắc huyết phụ của đế quỷ thì lại khác. Nó thế mà có tác dụng lên người sống. Khánh Tà cảm thấy tâm thần bắt đầu lung lay, cơ thể như đang bị rút cạn đi sinh khí từng chút một. Pháp thuật của bản thân theo đó cũng dần bị hút đi với tốc độ ngày một nhanh. Nếu thêm 1-2 phút nữa, lão có thể bị cạn kiệt sinh khí. Cái dao bằng sắt đen trong tay Khánh Tà vẫn không ngừng vung vẩy, chém nát đòn thế tấn công của kẻ thù. Nhưng tốc độ rõ ràng ngày càng chậm, mồ hôi túa ra như mưa, ướt đẫm cả quần áo. Lão Khánh có cảm tưởng chỉ nhấc tay lên thôi cũng bắt đầu cảm thấy khó khăn. Ông Khánh đã thực sự cả kinh. Kẻ thân kinh bách chiến nhiều năm như ông cũng bắt đầu sinh ra thoái ý. Rốt cuộc thứ đằng sau màn quỷ vụ kia là người hay là quỷ? Tại sao lại mạnh như vậy? Đúng ngay lúc Khánh Tà sắp sửa xong xuôi thì đùng đoàng, trên bầu trời xanh trong nổi lên mấy tiếng sấm khang. Cuối cùng ầm lên một tiếng nổ đinh tai, một đoạn lôi điện hùng hổ bổ ngay xuống giữa trời quang. Nhưng đế quỷ phản ứng quá nhanh, vừa nghe mấy tiếng động trước đã quay thân bục biến đi ngay lập tức. Cuối cùng đạo lôi phạt đã bổ hụt hắn ta trong tích tắc. Đế quỷ trốn đi thì kẻ nằm trên đất là tên trưởng nhóm lãnh trọn thiên phạt, bị sét đánh chết ngay tức khắc, cả người cháy đen. Có lẽ đến lúc chết hắn cũng chỉ kịp cảm thấy bản thân của mình quá đen đủi. Lúc trước ra ngoài làm việc thì bị huyết hoàng đánh cho nằm viện thời gian dài, bây giờ mới hồi phục, bước chân ra cửa bị sét đánh nổ tung. Kiếp này chắc hắn có thù gì với những cao nhân, toàn chạm mặt với những kẻ không nên đụng tới. Một thế làm ác, hắn chính là kẻ phải trả giá đầu tiên dưới thiên phạt. Đế quỷ sử dụng pháp thuật ngay giữa thanh thiên bạch nhật, hắn cũng không còn tính là con người nữa, nên đã đụng vào tội khiêu khích thiên uy. Thần lôi phạt quỷ lập tức giáng lâm để trừng phạt thị uy, duy trì thiên đạo. Từ 100 vạn năm trước, đế quỷ đã bị thần lôi tấn công không biết bao nhiêu lần, đã sớm có kinh nghiệm chạy trốn tránh né rồi. Quỷ vụ biến mất thì pháp lực cũng mất linh. Lão Khánh Tà dễ dàng phá tan vòng vây của những lá bùa đen. Lúc này ông ta thụp xuống mà thở hổn hển, sức mạnh đã bị hút đi gần hết rồi. May mà vẫn chưa đến độ kiệt quệ bất tỉnh đi. Đôi mắt dịu hâu sắc lạnh kia bây giờ thần sắc mệt mỏi yếu ớt, lẩm bẩm nói: "Chúng nói ta là một trong những kẻ được mời gia nhập sao? Xem ra trong huyền môn cũng đã có kẻ phản bội rồi."
Lão Tư à, coi bộ ta không thể trì hoãn được nữa, phải nhanh đi gặp lão để báo tin này thôi. Kẻ thù này hai chúng ta hợp sức cũng chưa chắc hạ được rồi. Thật quá kinh khủng. Một tuần sau đó, cha con Phượng Thánh cùng bốn người đệ tử rời thành phố đi đến vùng đất khác, chính là nơi trụ sở của hội săn linh hồn Công Hồng. Vợ của ông Tư là người bộc trực, lại rất nóng nảy, nói khai chiến là khai chiến ngay. Trong tuần vừa qua đã liên tục tấn công vào nhóm tà sư thần bí chuyên giết người đoạt hồn phách kia. Bây giờ là chiến đấu sinh tử thật sự. Nhóm của Phượng Thánh cũng chính thức gia nhập. Mặc cho sư phụ mình phản đối, bốn người đệ tử vẫn kiên quyết theo cùng. Cái bọn họ cần là thực chiến, chứ không phải là luyện tập tại nhà quá an toàn như vậy. Đã bước chân vào con đường học đạo giúp đời, đây đã là chuyện sớm muộn phải đến, không thể ngăn cản bọn họ được. Bước vào trụ sở Công Hồng, bà Hồng dẫn nhóm người đi ra dãy nhà sau, nơi một căn phòng rộng thoáng có một thanh niên đang nằm trên giường, vẻ mặt xanh xao hốc hác. Nhìn kỹ thì chính là Thành Công, cậu pháp sư thích múa kiếm, em trai của Phượng Thánh. Thầy Tư lo lắng hỏi thăm con, rồi quay sang vợ. Thế này là thế nào? Là tôi bất cẩn, không để ý bị quỷ binh tập kích bất ngờ. Nó đỡ cho tôi một đòn, âm khí nhập thân tạo ra thương tổn lớn. Tuy đã khu trục quỷ khí đi rồi, nhưng vẫn phải nằm nghỉ một chỗ ít nhất vài ba tháng đó. Lần sau bà phải cẩn trọng hơn, may mà không nguy hiểm tới tính mạng của con nữa. Thành Công yếu ớt nhìn mọi người, nhưng vẫn tươi cười rất lạc quan, không có vẻ gì của một người bị trọng thương cả. Nhìn qua nhóm Như Quỳnh mà trêu. Lần này tôi bị thương còn nặng hơn cái lần bị con quỷ của mấy người đánh hạ nữa. Xui như quỷ là có thiệt mà, tưởng đâu còn được cùng chung tiến thoái, chiến đấu cùng mấy người, không ngờ vẫn là chưa đến lúc. Như Quỳnh cố gượng cười mà gật đầu. Tên này rõ ràng là không muốn người khác cảm thấy hắn đáng thương hoặc tỏ ra thương hại mình, cho nên mới cố tỏ ra thái độ vui vẻ như thế. Bọn họ cũng không tiện an ủi. Thầy Tư xoa đầu con, rồi quay sang cả bọn nói. Được rồi, chúng ta ra ngoài cho nó nghỉ ngơi đi. Nhóm người rời đi. Bất giác Thành Công yếu ớt nắm lấy cổ tay anh trai. Phượng Thánh liền đứng lại, nhìn em trai bị thương tới nông nỗi này, nội tâm của anh tràn đầy lửa giận, nhưng bề ngoài vẫn là nét lạnh lùng cố hữu. Thành Công nhỏ tiếng thều thào. Anh à, lần này anh nhất định phải bảo vệ tốt cho cha mẹ. Phượng Thánh cúi người nói. Em yên tâm, không chỉ cha mẹ mà cả thù của em. Anh là người có thù tất báo. Mày biết cấm kỵ của anh rồi chứ, đúng không? Ánh mắt của Phượng Thánh lạnh đến thấu xương, tia nhìn tỏa ra sát khí. Thành Công chỉ cảm thấy ấm áp, mỉm cười gật nhẹ đầu rồi buông tay ra. Phượng Thánh xoay lưng nói thêm một câu. Kẻ đụng đến người thân của anh, bất kể là chính, là tà, là quỷ, là ma, anh đều sẽ không tha. Anh không phải là người tốt. Anh trai à, nói nghe cứ như anh sắp giết người vậy. Ngại anh vô nhà lao cũng không còn xa đó. Bớt nói xàm, tôi nghỉ ngơi đi. Pháp sư Phượng bước ra bên ngoài rồi đóng cửa lại. Cánh cửa vừa khép, nụ cười gượng gạo trên môi của Thành Công tắt hẳn đi. Khóe mắt chợt nhỏ ra hai hàng lệ. Anh à, em thật sự muốn được như anh, sống tùy tâm vô thúc, không gò bó gì. Chúng ta sinh ra đã là con của cao nhân, không có lựa chọn khác là trở thành thầy pháp. Em vì chán ghét điều này
nên mới cố tình tập múa kiếm gì đó, cốt chỉ để bỏ bê tu hành. Nhưng giờ vì sức mạnh yếu kém mà phải trơ mắt nhìn mọi người chiến đấu, em hối hận, hối hận lắm. Tiếng nấc nghẹn ngào của người pháp sư trẻ vang nhẹ trong căn phòng trống. Nhưng cũng từ đây, một pháp sư mạnh mẽ trong chúng huyền môn trong tương lai đã sinh ra đời. Ở bên ngoài, bà Hồng liếc xéo chồng: "Ông dẫn tụi nó tới đây làm gì?" "Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là tới hỗ trợ bà rồi." "Chà, lão heo mập, không phải gác kiếm rồi hả? Lười biến tới độ thành ra cái bộ dáng như bây giờ. Ông mà giúp cái gì mà giúp? Hay là cho tôi mang thêm nợ vậy?" "Bà nói tôi vậy đó hả?" Ông Tư còn đang bất mãn thì bà Hồng đã rút ra một lá bùa, đặt trên mặt bàn, đẩy đến tai của ông chồng: "Cầm lấy lá bùa này đi." Thầy Tư tò mò cầm lên nhìn xem, nhìn xung quanh xem xét một lúc rồi nói: "Đây là bùa gì? Tôi thấy nó cũng bình thường mà, có tí linh lực mà thôi. Bộ có huyền cơ gì hay sức mạnh gì hay sao?" Bà Hồng thản nhiên nhún vai: "Không có, ông nói đúng đó, lá bùa bình thường thôi. Công dụng là nếu như ông có chết thì tôi cũng sẽ biết ông nằm ở đâu để đến hốt xác. Đó, thấy lợi hại không?" "Cái bà mất nết, bà trù éo tôi đoán mạng đó hả?" Hai vợ chồng lại bắt đầu hồ nháo, cãi qua cãi lại, không ai chịu xuống nước. Phượng Thánh ở bên cạnh chỉ cười cười: "Cha mẹ của anh là oan gia, hãy gặp là cãi nhau, không cãi nhỏ thì sẽ mắng lớn." Từ lúc hiểu chuyện, anh đã quen với cảnh này rồi. Nhưng có lẽ cũng chính vì lý do này mà họ trở thành vợ chồng. Thắng lưu manh đằng hắn giọng, xen vào cuộc cãi vã của hai người trưởng bối: "Má Hồng à, má tính sắp xếp tụi con như thế nào ạ?" Bà Hồng suy ngẫm rồi nói, thanh âm cương quyền, không cho phản bác: "Tụi bay còn yếu quá, đến giúp thì đi theo mấy cái nhóm nhỏ của má đi, hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ. Đại chiến này má cấm tụi bay tham gia." Bốn thanh niên đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không ai phản bác điều gì. Nhưng ánh mắt tinh quái lúc trao đổi lẫn nhau đã nói rõ, đại chiến này nhất định cả bốn sẽ nhảy vô. Lão luyện như bà Hồng hiển nhiên biết tụi nhỏ đang suy nghĩ cái gì, nhưng chỉ cười nhẹ: "Muốn nghịch ý bà sao? Không có cửa đâu." Thầy Tư nhìn cả bọn nói: "Tạm thời tất cả lại đây đi. Cũng may đây rộng rãi, phòng ốc có đủ hết. 4 ngày sau pháp sư ba miền sẽ tập trung chỗ này. Các vị sư thầy đức cao vọng trọng trong Phật giáo cũng sẽ đến cả đó. Các con nhớ phải chú ý, không được thất thố đó." Các vụ việc gây mất mạng vô số người liên tiếp diễn ra gần đây ở khắp nơi trên đất nước đang làm cho tất cả hoang mang. Tuy theo kết quả điều tra, trên giấy tờ thì chỉ toàn là đột quỵ, bệnh hiểm nghèo hoặc chết bất đắc kỳ tử, nhưng với huyền môn tất nhiên là hiểu rõ thủ phạm thực sự là ai. Chỉ có điều nội bộ vốn không đoàn kết, mỗi nơi nhiều lắm là có 4 môn phái lãnh đạo chung, có chỗ thì ai quản việc người nấy, không có lãnh đạo. Thành ra huyền môn ban đầu còn rất hờ hững với những vụ giết người bằng đạo pháp này. Thối đời chính là như thế, chuyện không liên quan trực tiếp tới bản thân thì mấy ai muốn lo chuyện bao đồng đâu. Nhưng từ khi chính thức khai chiến, nhóm người thần bí cũng chẳng ngán ngại va chạm với giới đạo thuật, lộng hành bá đạo, công khai làm việc. Nạn nhân từ những người thường, bây giờ cả giới huyền thuật cũng không ngoại lệ, đều bị bọn chúng đánh phá. Lúc này thì mỗi tông phái mới hiểu tình thế đang nghiêm trọng. Cuối cùng không có ai đủ danh vọng để làm chủ, dẫn dắt cuộc chiến toàn diện này. Bọn họ đồng loạt mới xin nhờ tới ông Tư. Mục đích của hành động này cũng đơn giản thôi. Bởi nếu như ông Tư đã cắt kiếm không tham gia, thì sau lưng ông ấy vẫn còn có người con trai trưởng. Bà Hồng là người khởi đầu cho chiến dịch càn quét nhóm tà sư, thì hiển nhiên, người con trai đệ nhất pháp sư nhất định cũng sẽ không đứng ngoài cuộc.
mà Phượng Thánh thì đủ danh tiếng để hiệu triệu được toàn thể. Chà, mấy vị cao tăng cũng ra tay diệt quỷ cùng chúng ta hả? Con tò mò quá, không biết họ có mạnh như thế nào ha. Các vị hòa thượng nhiều lắm là hỗ trợ chúng ta độ hóa vong hồn mà thôi, sẽ không diệt quỷ đâu con. Ủa, sao vậy cha? Thì tôn chỉ của huyền môn đó là hành đạo giúp đời, trừ yêu diệt ma. Còn tôn chỉ của nhà Phật là hoằng pháp lợi sanh, hàng yêu phục ma. Trừ yêu diệt ma với hàng yêu phục ma nó khác nhau nhiều lắm. Các vị hòa thượng sẽ hỗ trợ huyền môn phong ấn ma quỷ nếu như chúng quá mạnh. Còn muốn họ diệt ma là chuyện không thể nào. Bởi vậy tôi nói là chung một gốc, Phật đạo chung một nhà. Nhưng đó là cách nói thể hiện tình đoàn kết mà thôi, chứ kỳ thực rất khó làm việc cùng nhau, vì tôn chỉ hành đạo khác nhau đó. Như Quỳnh gật gật đầu, tỏ vẻ thất vọng. Tưởng đâu có thể thấy các cao tăng thi pháp diệt ma như trên mấy bộ phim, xem ra là không được rồi. Trong 4 ngày chờ đợi sau đó, nhóm đệ tử của Phượng Thánh theo sắp xếp của bà Hồng bắt đầu cùng các thành viên trong hội săn linh hồn Công Hồng hành động, truy tìm và tấn công nhóm người thần bí. Kết quả rất khả quan, nhiều trụ sở trá hình của bọn chúng bị đốt cháy, có chỗ thì bị vơ vét hết tài sản, có nơi thì mấy tên tà sư bị đánh bầm dập, bị thương toàn thân, mặt mày sưng tấy. Khỏi nói cũng biết đây là thành quả của 3 tên đệ tử của đệ nhất pháp sư Quý, Bảo và Thắng Lưu Mạnh. 3 người này ra tay quá nhanh nhẹn, thông thuộc và dứt khoát, dẫn đến đồng đội của bọn họ là mấy người trong hội săn linh hồn Công Hồng cũng e sợ luôn. Tự hỏi không biết giữa 3 tên này và cái nhóm thần bí kia, đâu mới thực sự là tà sư. Như Quỳnh không được tham chiến, cha con Phượng Thánh biết cô bé là người ứng kiếp nên triệt để che giấu đi, cứ mặc cho cô nàng kháng nghị. Cả hai vẫn để cho cô ở lại lo hậu cần mà thôi. Và cuối cùng, ngày tề tụ của giới đạo pháp khắp đất nước cũng đã đến. Phòng khách được bà Hồng cho người quét dọn sạch sẽ, rộng rãi thoáng mát. Liên tiếp các pháp sư cao tuổi dẫn theo các lớp hậu bối đến chào hỏi. Lớp trưởng bối thì thi lễ với ông Tư, nói chuyện khách sáo với hai vợ chồng. Lớp hậu bối thì tò mò nhìn quanh quất xem đệ nhất pháp sư Phượng Thánh kia trông như thế nào. Phượng Thánh ngồi ghế sau cha mẹ mình, thể hiện rõ ý tứ mình chỉ là phận làm con, mọi chuyện chính là do cha mẹ quyết định. Sau lưng Phượng là 4 người đệ tử. Bảo thì chột dạ giáo giác nhìn xung quanh. Mấy cái môn phái này có không ít nơi bị cậu đột nhập cũng đi pháp khí. Quý thì căm hận nhìn về phía trưởng môn của 2 môn phái đang ngồi ở phía xa. Bọn họ chính là kẻ thù khiến cho mình mất đi tất cả. Chị gái bị ngồi tù, môn phái bị tan rã. 2 người kia cũng nhận ra Quý. Tuy nhiên cả 2 phía trừng mắt nhìn nhau, chứ không có hành động gì. Bởi bây giờ không phải là lúc giải quyết tư thù. Trong nhóm pháp sư tiến về cũng có trưởng môn phái Nam Minh là Hoàng Mập, đi kèm theo còn có cha của anh ta. Ông Tư là người cùng thế hệ với mình. Ông ấy đã ra mặt thì lớp lão niên như cha của Hoàng Mập cũng không ngần ngại mà góp sức. Hoàng Mập trông thấy Phượng thì cau có, vẻ mặt có chút bất an, vội tìm một chỗ ngồi cách xa Phượng Thánh. Anh đã thề là nơi nào có Phượng, anh ta sẽ né ra xa, quyết không để mất tiền oan uổng trong tay tên cáo già này thêm một lần nào nữa. Quá xót ruột xót gan mà. Các vị hòa thượng đức cao vọng trọng của Phật môn cũng dẫn theo tăng nhân tiến đến chào hỏi, rồi ngồi xuống ở vị trí được sắp xếp. Cuộc họp nhanh chóng được tiến hành, không ai đã động gì đến chuyện người nào sẽ lãnh đạo cuộc chiến. Bởi họ đã tìm đến đây thì mọi thứ cũng đã tự rõ ràng rồi. Thầy Tư nói ra suy đoán của mình rằng đế quỷ sẽ hồi sinh. Các vị trưởng môn cũng không tỏ ra quá bất ngờ. Sách cổ tổ truyền thì mỗi một môn phái đều có. Ở đây toàn là những người có đầu óc không tầm thường. Chuyện suy đoán hay làm phép để truy cầu một chút thiên cơ cũng là trong tầm tay. Cha của Hoàng Mập lúc này mới lên tiếng nói. Lần này chúng ta triệt để xóa đi ổ nhóm tà sư đó,
càng nhanh càng tốt. Chúng hoạt động lâu như vậy, không biết đã thu được bao nhiêu hồn phách dùng cho lễ tế. Là do chúng ta quá bàng hoàng, không xử lý ngay từ đầu đó. Những môn phái khác nghe thì chỉ cười cười tự thẹn, nhưng cũng không phản bác gì. Đúng là bọn họ đã quá lơ là, từ đầu đã không để trong mắt, dẫn tới tình cảnh như bây giờ. Hòa thượng Thích Nguyên Minh xem như là đại diện của người trong Phật môn, chấp tay nói: "Chuyện độ hóa vong hồn xin hãy giao cho chúng tôi. Các vong linh đáng thương, bọn họ cần được đi luân hồi, chứ không phải bị tế hồn rồi tan biến như thế. A Di Đà Phật." Thầy Tư cũng chấp tay theo nghi lễ nhà Phật cho cảm ơn. "Cảm tạ các sư thầy, lần này đã làm phiền các vị rồi." "Không dám, không dám nhận là bị làm phiền đâu. Đây là nhiệm vụ mà các hòa thượng chúng tôi phải hết mình xuất lực hỗ trợ." Chợt thầy Tư nhìn về một hướng, chính là chỗ hai người trưởng môn của phái có thù với quý. Lúc này nghiêm giọng nói: "Tôi hy vọng trong cuộc chiến này, mọi người có thể xóa bỏ hận thù, cùng lo cho việc lớn trước mắt. Không biết có được hay không?" Thầy Tư thấu rõ nóng lạnh của thế gian, cũng hiểu rõ lòng người hiểm độc. Đâu biết được trong lúc giao tranh, bọn họ có thừa cơ lén ra tay trả thù quý hay không. Ông cũng đâu thể nào phân tâm bảo vệ cho người này người kia được, nên dứt khoát tỏ rõ ý định trước. Cả phòng nhìn về phía hai vị trưởng môn kia. Bị nhìn tới, bọn họ cũng không có ý định né tránh hay che giấu gì, đứng dậy nói thẳng: "Thầy Tư à, người ngay không nói tiếng lóng. Đề nghị chúng tôi có thể chấp nhận, nhưng chỉ là tạm thời. Chuyện không hay thì xin nói trước. Thầy không thể bảo vệ thằng khốn đó mãi đâu. Sẽ có lúc nó phải đền tội trong tay chúng tôi. Đúng đó, nó nhất định phải chết." Thầy Tư nghe xong, ánh mắt chợt khiếp lại, tia nhìn cực kỳ nguy hiểm xoáy thẳng vào hai người trước mặt. Ông có thể hiền lành với đám nhỏ, nhưng tự thân đã từng là người lãnh đạo huyền môn, sự sát phạt quyết đoán cũng đâu thua kém gì ai. Chỉ là càng già thì càng ít bộc lộ ra bên ngoài mà thôi. Bây giờ hai người này ra mặt chống đối, khiến cho khí thế bá đạo ngày nào một lần nữa tái hiện. Sau lưng ông Tư cũng vang lên một tiếng hừ lạnh. Kế đó là một luồng sát khí nồng đậm, mạnh mẽ phát ra, khiến cho ai cũng có thể cảm nhận được. Luồng sát khí này đến từ Phượng. Liên tiếp, hết em trai bị trọng thương, bây giờ tới đệ tử bị uy hiếp đòi mạng. Giới hạn chịu đựng của đệ nhất pháp sư đã bị chạm tới rồi. Anh muốn tra tay. Như Quỳnh vốn tính nóng nảy, bản tính coi trời bằng vung, không biết sợ là gì. Lúc này chạy tới trước mặt cả hai người kia, tay lầm lầm cái chuông đồng, nhàn nhạt nói: "Này ông chú, uy hiếp đồng môn của tôi chính là gây chiến với chúng tôi đó." "Cái gì? Hỗn láo! Con nhỏ này là ai vậy? Không biết phép tắc gì hết." "Còn hai người là kẻ lớn đầu mà không đáng được tôn trọng đó." "Mày!" Hai người lãnh đạo kia giận dữ, một người không kìm được vung tay lên toan tát vào mặt Như Quỳnh. Lập tức ly trà trong tay thầy Tư liền bị bóp vỡ đi. Phượng thì đứng bật dậy, nhưng cả hai chưa kịp ra tay thì đã có một tiếng mèo kêu vang lên. Kế đó là một cái bóng trắng lướt đi như tia chớp, xoay quanh mấy vòng trên cánh tay sắp hạ xuống của người trưởng môn kia, rồi vụt hiện đến trên vai của Như Quỳnh. Lúc đó có thể nhìn thấy rõ, đó là một con mèo lông trắng tinh, với những tia sáng xanh nhạt lúc ẩn lúc hiện, óng ánh trên khắp thân thể. Chính là cửu vĩ linh miêu. Mắt mèo lúc này không khép hờ cao ngạo như mọi khi, mà đang mở trừng trừng, đầy vẻ lạnh lẽo. Sau sự va chạm với cửu vĩ linh miêu, người chưởng môn kia kêu lên đau đớn, ngã vật ra đất. Cánh tay và bàn tay đều đang rỉ máu, da thịt bị rách ra như dính phải hàng ngàn lát cắt nhỏ. Móng vuốt của mèo tinh chính đuôi tuy chỉ là phân thân thôi,
nhưng tuyệt đối không thể đùa. Đây là nó vẫn còn nương tình, chính xác là xem thường, không thèm xuống tay. Mèo tinh, chết tiệt. Người còn lại toan động thủ thì đã thấy phần cổ bất ngờ bị chụp mạnh từ phía sau. Huyết Hoàng đã vô thành vô thức hiện thân ra giữa nơi toàn là pháp sư từ bao giờ. Cánh tay quỷ mạnh mẽ nhất bỗng hắn lên, siết lại cho cất lên thanh âm trầm khàn vô cùng đáng sợ. Pháp sư nhại nhép, thử ra tài với nó đi. Ta sẽ cho ngươi cả xác lẫn hồn đều chỉ còn là cát bụi đó. Khắp thân quỷ cục đầu tỏa ra quỷ lực cuồn cuộn, nhưng lão chỉ cố tình thị uy chứ không định hại người thật sự, bởi e ngại thiên quy. Nhưng chừng đó uy hiếp cũng đã đủ để dọa sợ tên trưởng phái kia. Hắn trung trảy không dám làm ra hành động gì nữa, mặc cho bản thân đang bị quỷ cục đầu nắm giữ như người lớn chơi đùa với trẻ con. Đám trẻ này là do chị em chúng ta bảo hộ, ta cóc cần biết là ai dám động tới chúng, ta diệt sát không chừa một tên đó. Lúc này lại có một sức mạnh nữa ập xuống căn phòng, uy áp khủng khiếp không kém gì ban nãy Huyết Hoàng thị uy. Giữa phòng lại chậm rãi hiện ra bóng hình của một nữ nhân, thân mang y phục màu đỏ thẫm, khuôn mặt lạnh băng xinh đẹp đầy thánh khiết, cũng có khí chất như nữ hoàng cai trị muôn dân, chính là Đại Quỷ Vương, hay bây giờ phải gọi là Đại Quỷ Hoàng Thanh Huyền, người đứng đầu Ngũ Quỷ Vương. Liên tiếp có bốn tràng cười lanh lảnh vang lên. Sau lưng bảo hiển hiện ra những thân ảnh nữ nhân với y phục giống nhau nhưng mang màu sắc khác biệt, chính là bốn người mẹ quỷ còn lại của bảo. Ngũ Quỷ Vương cũng đã có mặt để tham gia trận chiến, con trai của họ dính vào, tất nhiên cả năm nữ quỷ sẽ không yên lặng khoanh tay đứng nhìn. Đệ Tam Quỷ Vương cười tít mắt. Cha cha, thời đại pháp trị lại còn mở miệng uy hiếp giết người ha, đây là phạm pháp á, là phạm tội đó nghe, phải báo chánh quyền. Chị Hai à, ngươi có ghi âm mấy cái lời hồi nãy không? Đệ Nhị Quỷ lườm em gái của mình một cái. Tam Muội à, ngươi bị ngu hả? Chúng ta là quỷ mà, làm gì có mấy thứ đó chứ. Ngươi không có nhưng mà ta có. Tiếc ha, nàng không có đem theo thân xác con người theo, mấy cái thứ kia cũng để nhà luôn rồi. Đệ Nhị Quỷ Vương lại cười thè thé lên. Làm gì phải rườm rà như vậy, ngày mai theo ta đến phá đạo quán của bọn hắn, không phải vậy là xong rồi sao? Ơi không có được, quỷ hiện đại thì phải tuân thủ luật pháp chứ, ta là quỷ văn minh không phải du côn đâu mà. Mấy nữ quỷ thản nhiên cười nói trào phúng, thể hiện rõ là không thèm để tâm đến xung quanh. Có Đại Quỷ Thanh Huyền ở đây, bọn họ ý lại đã quen, đều không hề cảm thấy cần phải sợ hãi cái gì. A Di Đà Phật. Các sư thầy thấy nơi hợp bàn của giới đạo thuật hiện ra toàn là quỷ dữ thì vội chắp tay chuẩn bị thi pháp hóa độ, nhưng Huyết Hoàng đã vung tay ném tên đang bị khống chế sang một bên, hiện ra trước mặt sư thầy Thích Nguyên Minh mà chậm chậm nói: Vị sư thầy kia, đừng nhiều chuyện, đây không phải việc của mấy người, chúng ta là quỷ đi theo pháp sư, không phải tà quỷ đến để tác quái đâu. Thanh âm của Huyết Hoàng mang theo uy hiếp nhưng không có địch ý. Có câu không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, Huyết Hoàng chính là đã nhân nhượng ở điểm này. Vị kia của Phật môn ở nơi chốn địa ngục độ hóa vong linh cũng từng cứu quỷ vực hai lần, Huyết Hoàng mang ơn, lão cũng không muốn làm gì đắc tội với các sư thầy ở đây. Sư thầy Thích Nguyên Minh ra hiệu cho các tăng nhân dừng tay, nhưng ánh mắt vẫn kinh nghi bất định. Điều này cũng dễ hiểu thôi, những quỷ và linh vừa xuất hiện này kẻ nào cũng rất mạnh mẽ, làm sao có thể là quỷ chịu đi theo pháp sư được. Cuối cùng sư thầy đưa ánh mắt nhìn về phía thầy Tư như để hội ý. Các trưởng môn của phái khác cũng cùng chung nghi hoặc, cũng không vội ra tay mà nhìn về phía ông thầy mập. Thầy Tư thản nhiên gật đầu.
Ờ đúng rồi, bọn họ là quỷ đi theo hậu bố nhà tôi đó. Vốn dĩ bình thường có lẽ thầy Tư sẽ nói một đôi câu hòa hoãn, nhưng lần này là đứa con gái yêu quý của mình suýt bị đánh, ông Mập cũng đã nộ khí, quyết tâm bao che tới cùng. Con gái của ông nuôi quỷ thì sao? Tụi nhỏ có quỷ đi theo thì lại thế nào? Những người ở đây có thể làm gì ông chứ? Trưởng môn của Bách Phái nhìn ra được nộ khí của người lãnh đạo, lại cũng đã hiểu ra nếu như tiếp tục căng thẳng, thầy Tư sẽ không ngại trở mặt đâu. Phía sau lưng, đứa con trai đệ nhất pháp sư kia vẫn đứng im ở đó, không hề ngồi xuống. Cái tên đó tính tình quái đản, 10 năm hành đạo đã nổi danh, trong đó có không ít chuyện kinh thiên động địa mà hắn làm ra, căn bản là cũng sẽ không nương tay với ai, bất kể là chính hay tà. Các sư thầy theo lệnh của sư Nguyên Minh cũng chỉ im lặng. Đây là việc của huyền môn. Sư thầy Thích Nguyên Minh chỉ nhắm mắt, miệng niệm Phật hiệu, rồi không có động thái gì nữa. Sư cảm nhận được rõ ràng những ác quỷ này là đang tự kiềm chế, chứ không phải là bọn họ sợ hãi điều gì. Gã trưởng phái vừa bị huyết hoàng ném sang một bên, lúc này lồm cồm bò dậy, phẫn nộ quát: Mọi người làm sao vậy? Tụi nhóc pháp sư này nuôi ác quỷ, toàn là thứ cùng hung cực ác. Ta xem nhất là năm nữ quỷ này, hắn chính là ngũ quỷ vương trong lời đồn rồi. Người có hậu bối chung chạy với ác quỷ như vậy, xứng đáng lãnh đạo chúng ta sao? Ta thấy bọn họ là tà sư thì đúng hơn. Tiếng nói của hắn vừa dứt thì bà Hồng đã ném mạnh ly trà trên tay, vỡ thành từng mảnh nhỏ, lăn lông lốc ngay giữa phòng. Bà nở ra một nụ cười cực kỳ nguy hiểm, rồi nói: Chúng ta là tà sư hay không, chẳng tới lượt ông quản đâu. Vợ chồng tôi cũng không phải muốn lãnh đạo cuộc chiến này, không hợp mắt thì có thể rời đi. Nhưng nhớ kỹ, bà đây tiến đánh nhóm người thần bí kia, ngay từ đầu cũng không có xin các người tới giúp đỡ. Và sau này nếu có thêm một hai kẻ địch như các người, bà đây cũng không có ngại đâu. Không khí căng thẳng lên đến tột độ. Các môn phái khác giữ im lặng, bởi chuyện này căn bản không liên quan tới họ. Quan hệ giữa các môn phái với nhau vốn cũng không bền chặt gì, nên làm sao bọn họ lại hùa theo hai cái tên kia mà đắc tội với vợ chồng thầy Tư được. Cha của Hoàng Mập lúc này đứng ra nói: Lúc hai phái các người phát lệnh truy nã thằng nhỏ này khắp giới huyền môn, thì môn phái của chúng tôi không tham gia, bởi vì đã điều tra rất kỹ. Từ đầu là các người muốn thôn tính gia nghiệp của người ta, bài mưu lập kế đánh phá, hại mạng người của môn phái họ trước. Bây giờ thì đừng có quy chụp như vậy chứ. Đúng rồi, chúng tôi không tham gia lần đó. Đúng vậy, môn phái của ta cũng vậy. Những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, muốn vợ chồng thầy Tư biết là bọn họ không có đắc tội với hậu bối của nhà ông. Hai người chưởng môn kia bẻ mặt, vô cùng giận dữ, dìu cái người bị Linh Miêu đánh bị thương ở tai đứng lên. Bọn họ giận dữ bỏ đi ngay, một lời cũng không nói gì thêm. Thầy Tư âm trầm nhìn theo bóng dáng của cả hai, rồi quay sang vợ, nhỏ tiếng nói: Bà cho người chú ý kỹ hai môn phái này, bọn họ trời sinh phản cốt, không chừng cuộc chiến sắp tới sẽ quay mũi giáo hướng về phía chúng ta đó. Ừ, tôi biết rồi. Cuộc họp bàn sau đó lại tiếp diễn bình thường, không ai nhắc gì tới chuyện vừa xảy ra. Thỉnh thoảng những người lãnh đạo môn phái lại lén nhìn sang Linh Miêu, Huyết Hoàng hay Ngũ Quỷ Vương. Những tồn tại này có sức mạnh kinh khủng, dám xuất hiện ở ngay chỗ huyền môn tụ tập, đã nói rõ rằng không hề xem những người ở đây là đối thủ xứng tầm. Nơi này ngoài những pháp sư đại lão và sư thầy Thích Nguyên Minh ra, sợ rằng có thể đấu với lũ quỷ này đã chẳng còn ai khác. Cuối cùng bọn họ tập trung vào nhóm hậu bối của thầy Tư, đặc biệt là Như Quỳnh, bởi vì lúc này cô nhỏ đang cau mày mắng mỏ gì đó với con mèo và lão quỷ hung ác, hoàn toàn không có vẻ gì sợ hãi hay nhún nhường. Chúng trưởng môn cũng đã bắt đầu tin đây thực sự là quỷ thủ hộ của cô nàng.
Chỉ là sao lại có chuyện như thế này xảy ra được? Xem ra phải nhắc nhở đám môn nhân của mình sau này không thể va chạm với bốn tên thanh niên kia. Một mình cha con Phượng Thánh chống lưng đã mệt lắm rồi, giờ đây lại thêm mấy con quỷ này nữa, bọn họ căn bản là không đủ sức gánh nổi rồi. Hai ngày sau, Như Quỳnh, Bảo và Thắng đang từ một siêu thị ở gần đó mua một ít đồ để đem về công ty Công Hồng, mang ra nhà sau toan làm bữa ăn cho tập thể. Trên vai Như Quỳnh là Linh Miêu đang ngồi xổm. Từ hôm bắt đầu cuộc chiến, nó vẫn luôn ngồi ở vị trí này, chứ không kiếm chỗ phơi nắng lười biếng như mọi khi. Nhưng khi tới trước cổng thì cả ba người kinh hãi. Bác bảo vệ canh cổng lúc này đang nằm bất tỉnh trên đất. Người dân xung quanh thì hoang mang sợ hãi, đang không ngừng chỉ trỏ bàn tán. Trước cổng có một chiếc ô tô đen, bốn cửa xe đang rộng mở. Còn nơi sân là một nhóm người khoảng 7-8 tên, trong đó có hai tên bộ dáng quen mắt, chính là hai người trưởng môn, kẻ thù của Quý. Bọn họ đang đánh đấm một ai đó. Người này ngã ra bất tỉnh, bị bọn họ kéo dậy rồi lôi vào xe ô tô. Ba thanh niên nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ, bởi người đang bị bắt đi kia chính là đồng môn của họ, là Quý. Một số người dân quanh đó thấy cảnh bất bình, lại có đám côn đồ dám ngang nhiên bắt người giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, thì vác gậy ra toàn giải cứu. Nhưng bọn họ làm sao có thể là đối thủ của người trong huyền môn được rèn luyện mỗi ngày? Chỉ hai ba cú đá đã bị đánh văng ra xa. Chết tiệt, các người làm gì vậy? Nè, mau thả anh Quý ra, chúng mày tới số rồi. Cả ba bước hết mớ thực phẩm trong tay qua một bên, đồng loạt chạy nhanh đến giải cứu. Nhưng đã quá trễ, Quý bị kéo tuột vào ghế sau xe. Cửa ô tô đóng sầm mạnh mẽ, tiếng động cơ rồ lên, rồi chiếc xe lao đi ngay trước khi cả ba thanh niên kịp tiếp cận. Mẹ nó, đuổi theo! Thắng lưu manh chạy ngay vào chỗ đổ xe trước sân, nhảy lên chiếc xe máy của mình mà rồ ga. Như Quỳnh và Bảo cũng chạy theo. Mấy thanh niên đều ba chạy ra ngoài, quyết tâm giải cứu Quý phá hoại. Chiếc ô tô lao đi điên cuồng bạc mạng, bất chấp đèn xanh đèn đỏ. Nhưng Thắng lưu manh cũng đã từng là dân đua xe, cá độ ăn tiện, nên cũng lạng lách trồ ga, bám miết theo không ngừng. Nhờ thế mà không bị mất dấu. Đuổi mãi, cuối cùng thì cả bọn cũng theo được chiếc xe đến một địa danh được gọi là thiên hạ đệ nhất hùng quan, chính là đèo Hải Vân. Con đèo này nổi tiếng phong cảnh tuyệt mỹ, nhưng địa thế cực kỳ hiểm trở. Không phải là vách đá dựng đứng, vực sâu hun hút, thì cũng là những ngã rẽ với độ bẻ cua cực sốc. Người không vững tay lái có thể bị rơi xuống vực hay ngã ngang trên đèo rồi bị xe cán chết. Có quá nhiều sinh mạng con người đã đoạn tuyệt ngay trên chính con đèo ma quái đáng sợ này. Người xưa miêu tả, đường bộ thì sợ hải vân, đường thủy thì sợ sóng thần hang dơi, chính là vì lẽ này. Ba thanh niên thấy chiếc ô tô đã dừng ở một chỗ, không xây giải phân cách. Cửa xe mở toang. Trước mặt xe là một khu vực cây lá tùm rậm rạp. Bên trong ô tô không có một bóng người nào cả. Ba người đệ tử của Phượng Thánh đã mất dấu kẻ thù. Họ cũng chỉ còn cách cắm đầu cắm cổ chạy về hướng rừng cây, cố gắng tìm kiếm cho bằng được người sư huynh đệ của mình. Cha con Phượng Thánh tìm mọi cách giữ Như Quỳnh đứng ngoài cuộc, nhưng số kiếp khó tránh. Trong một lúc, Như Quỳnh đã bị kẻ thù dẫn đi. Linh Miêu Cửu Vĩ ngồi trên vai cô nàng, đột nhiên bị đánh bật ra, văng ngược về phía sau, tựa như va chạm phải một bức tường vô hình nào đó. Linh Miêu cong người tiếp đất, lại lao lên, nhưng tiếp tục bị đánh dội ra sau. Dù thử bao nhiêu lần cũng như thế. Đứng lại, con nhỏ hổng lóc, đứng lại cho ta! Linh Miêu gào lên báo động, nhưng ba thanh niên kia giống như không hề nghe thấy tiếng của nó, tiếp tục chạy sâu vào bên trong, rồi mất dạng sau những bóng cây tùm. Linh Miêu Cửu Vĩ kêu lên từng tiếng giận dữ, chồm lên, nhưng một lần nữa bị đánh bật đi.
kết giới có thể khiến cho nó bị ngăn cản nhất định là không tầm thường. Cảm giác này nó cũng đã quá quen thuộc, chính là y hệt như bản thể đang bị giam trong vùng đất sương mù kia. Tuy kết giới này không mạnh bằng, nhưng cũng không thua kém là bao. Nó bây giờ chỉ lại là một phân thân, không thể phá đi mà tiến vào. Linh Hoàng, ngươi chỉ là phân thân nhỏ yếu, đừng nói bảo vệ người khác. Đến một đòn của đế quỷ, cái phân thân này của ngươi cũng không chịu nổi. Ngươi nghĩ sao? Lời nói lúc trước của Huyết Hoàng lại vang lên bên tai của Linh Miêu. Con mèo trắng tuyệt đẹp lúc này nghiến răng gầm gừ. Không sai, nó bây giờ chỉ là một phân thân nhỏ yếu, căn bản là vô dụng trước cường địch hùng mạnh như đế quỷ. Là bẫy, là một cái bẫy để hại con nhỏ rồi. Con mèo gầm trú lên điên cuồng. Sau một tiếng sau cùng, toàn thân phát sáng, hóa thành một tia sáng trắng nhỏ như lúc ban đầu. Tia sáng phóng vút lên cao, rạch nát mây xanh, rồi xé toàn không gian, lao vút về một hướng. Chỉ mấy giây đã vượt qua trăm vạn dặm đường. Tia sáng lao về hướng vùng đất sương mù. Khi đến nơi thì ngay lập tức chui tọt vào bên trong dải sương dày đặc đang dập dềnh trôi nổi trong không khí. Phần thân một đuôi mà khó khăn lắm Linh Miêu và Huyết Hoàng mới đưa được ra ngoài, vậy mà bây giờ lại chui vào nơi giam giữ không một chút chần chừ nào. Cả khu vực ầm vang lên tiếng mèo kêu phẫn nộ, nơi điểm tiếp giáp của dải sương mù và thế giới bên ngoài. Trong lớp sương mờ mịt, chậm chậm đi đến một thân ảnh to như ngọn núi, một con mèo khổng lồ với bộ lông trắng muốt. Phía sau hiện rõ ra đủ 9 cái đuôi to lớn đang không ngừng bay múa. Phần giữa trán của Linh Miêu Cửu Vĩ hiện ra một ấn ký nhìn như một vương miện màu vàng, cũng tại nơi đó đang phát ra sức mạnh rất dữ dội. Mỗi bước đi của Linh Miêu, đại địa như rung chuyển, đất đá sao động rơi ngổn ngang, gió cuốn mây phun ầm ầm cả một vùng, tựa như có cơn bão lớn vừa đổ bộ vào đất liền. Ầm lên một tiếng, Linh Miêu dùng đầu hút vào phong ấn, miệng gầm vang: "Ra đây, tao biết các ngươi đang ở đây." Theo tiếng gầm của Linh Miêu, bên ngoài hiện ra hai thân ảnh đen trắng, chính là hai quan sai của địa phủ, Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Vô Thường nhìn Linh Miêu nói: Linh Hoàng, ngài có chuyện gì muốn gặp bọn ta sao?" Linh Miêu nghiến răng: "Đế quỷ tác quái, tại sao địa phủ các ngươi lại bạn quan không ra tay chứ?" Bạch Vô Thường cười cười: "Linh Hoàng, ngài và chúng ta đều đã tu luyện bao nhiêu lâu mà, hà cớ gì đã biết mà còn cố chất vấn? Mỗi tai nạn trên thế gian này đều là do chiêu cảm quả nghiệp mà tạo thành. Kiếp nạn dù lớn dù nhỏ cũng đều là do gieo nhân từ trước, quả ác đã trổ, chúng ta can thiệp được sao? Nhiều lắm là cố giảm bớt nguy cơ hậu quả mà thôi." Linh Miêu không phản bác: "Đúng vậy, mọi tai họa của thế gian như thiên tai dịch họa, chiến tranh tàn khốc đều là từ mọi hành động gieo nhân của chúng sanh, có chăng là rất ít người công nhận điều này mà thôi. Quả báo không thể tránh, dù là Đức Phật lúc thành đạo cũng đã từng bị người vu hãm giá họa. Nguyên do là trong vô lượng kiếp về trước từng gây ra khẩu nghiệp. Hay bốn vị đệ tử của ngài có thần thông phi thiên độn thổ, cuối cùng cũng không tránh được phải trả những nghiệp xấu đã gieo từ thuở còn bị vô minh che mắt trong tầng tầng lớp lớp kiếp trước." "Ta không muốn nói nhiều với các ngươi, mau thả ta ra ngoài. Ta sẽ lập thể ước không chống lại địa phủ, như vậy được rồi chứ?" Bạch Vô Thường ngần ngại nói: Linh Hoàng à, chuyện này còn cần bẩm báo, chúng ta không đủ sức mở phong ấn, cũng không có cái quyền này." Ta không có thời gian, khốn kiếp, mau thả ta ra ngoài, chủ nhân của ta đang gặp nguy hiểm, con bé đó mà có bề nào, ta không để yên cho các ngươi."
hai quỷ sai Hắc Bạch còn đang bối rối, thì từ sau lưng linh miêu của vĩ, lớp sương mù sao động mạnh, biến ảo hóa thành một thân người to lớn, đầu đội mũ miệng, khí thế uy nghiêm. Nhưng nhân diện thì không thể nhìn rõ được. Bóng người cất tiếng vang động, thanh âm uy nghi như sấm rền. Linh miêu, người muốn nói chuyện gì? Con mèo trắng quay phắt người lại, gầm lên. Mau thả ta ra ngoài, ta sẽ không chống lại địa phủ, vĩnh viễn không làm chuyện đó. Bóng người đội mũ quan lắc đầu. Linh miêu, chúng ta giam giữ người bao lâu nay, ngươi thừa hiểu. Chúng ta không phải chờ đợi câu nói này. Linh miêu trầm ngâm mấy giây. Cuối cùng con mèo trắng cao ngạo nhất thế gian, bây giờ thế mà lại phủ phục xuống đất, tựa như đang quỳ. Ta nằm phát ra đầy gấp gáp. Ta quỳ phục địa phủ, xin ngài hãy thả ta ra ngoài ngay. Xin ngài. Bóng người hư ảo tạo thành một lớp xương dày, lúc này mới gật đầu. Thinh không vang lên tiếng sấm, cho một đạo lôi điện ầm vang đánh xuống, bổ trúng vào một thân cây cổ thụ ở giữa lớp sương mù. Thân cây to lớn bị đánh toát ra làm hai, toàn thân cháy đen rồi ngã ầm xuống đất. Theo sự đổ ngã của cây cổ thụ, lớp sương mù bị gió cuốn đi tứ tán, phong ấn đã bị phá hủy. Từ nay, vùng đất sương mù đã không còn tồn tại. Linh miêu của vị cảm tạ, bốn chân bật dậy, toan xoay lưng trời đi. Vị quan sai uy nghiêm kia chợt nói vọng theo. Linh miêu, ngươi bị chúng ta giam cầm cùng Tế Nguyệt, trăm vạn năm cũng chưa từng khuất phục. Bây giờ vì một cô bé pháp sư nhỏ nhồi của thế gian mà cam chịu quy thuận, ngươi cảm thấy xứng đáng sao? Ngươi có hối hận hay không? Linh miêu khựng thân lại, đầu khẽ quay nhẹ ra sau, ánh mắt kiên định nói. Thế gian này, từ trước tới nay, chỉ có người kia và con bé đó có thể vì ta mà ước nguyện. Người trước ta đã không bảo vệ được, con bé này ta nhất định bảo hộ. Đại Nhật, ngài hỏi ta có hối hận hay không sao? Ta có thể nói vĩnh viễn không hối hận. Nói xong, thân thể khổng lồ của Linh Miêu hóa thành tia sáng trắng bay vút lên cao, rồi biến mất ngay tức khắc. Thân ảnh hư ảo của vị quỷ sai uy nghiêm kia thế mà lại phát ra tiếng cười hài lòng. Linh Miêu à, ngươi cuối cùng cũng biết hy sinh vì người khác. Được, quả là không làm chúng ta thất vọng. Hắc Bạch quỷ sai, chuẩn bị mở cửa địa ngục cho quỷ vật mượn đường đến nhân gian. Tuân lệnh Đại Nhật. Linh miêu có được bản thể hùng mạnh, chỉ chốc lát đã quay trở về nơi thiên hạ đệ nhất hùng quan. Lúc này ở bên dưới, chỗ ngoài phong ấn cạnh khu rừng đang tụ tập rất đông người, chính là nhóm của pháp sư ba miệng cùng các cao tăng. Thầy Tư đã có nghi kỵ với hai chủ môn phái kia từ trước, tuy không kịp phản ứng chuyện họ bắt đi quý, nhưng cũng đã nhanh chóng truy đuổi đến tận đây. Đứng trước phong ấn còn có Huyết Hoàng vừa từ quỷ vực quay lại, vẻ mặt của lão giận dữ khi hay tin Như Quỳnh đã mất tích ở bên trong. Ngũ Quỷ Vương do Thanh Huyền cầm đầu cũng đang kêu lên những tiếng điên cuồng khi đứa con trai của mình đã bị lôi vào trong đó. Linh Miêu vừa hạ thân xuống đã bị quỷ cục đầu trút giận. Con mèo vô dụng kìa, người đúng là chẳng được cái việc gì ra hồn cả. Ủa, người đây là bản thể hả? Linh miêu cổ vĩ không phản bác Huyết Hoàng, chỉ cất lên âm thanh lạnh lùng. Muốn trách cứ hay có chuyện gì thì nói sau đi, nhanh vào bên trong. Vậy là những pháp sư mạnh nhất cùng các cao tăng Phật giáo đều đã thề tụ đầy đủ. Thủ lĩnh của chúng quỷ hay chúng linh cũng đều hiện diện ở bên ngoài phong ấn. Trận chiến cuối cùng với đế quỷ
đã chính thức được mở màn. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 11 của Phượng Thánh, Đế Quỷ Hồi Sinh, tác giả Phi Hưng. Và cũng như là sự chờ đợi của những tập truyện của phần trước, thì lần này chúng ta cũng sẽ chờ đợi một khoảng thời gian trước khi nghe phần 12. Nhưng mà sự chờ đợi lần này chắc là sẽ có một sự rất là khác, vì sắp tới đây sẽ là phần cuối cùng rồi. Hẹn gặp lại tất cả quý thính giả một ngày không xa với phần 12, cũng là phần kết thúc của series truyện ma về Phượng Thánh, tác giả Phi Hưng. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.